công ty tỷ đô nước ngoài và công ty tỷ đô Việt Nam giống nhau. Vậy thì tại sao có những anh chị làm rất là professional ở những doanh nghiệp nước ngoài vào doanh nghiệp tỷ đô của local lại fail? Bởi vì trong công ty local có cha. Để một cái người lao động chuyên nghiệp hiện nay mà có thể trong cái kỷ nguyên này thăng tiến và trở thành một cái người C level thì bạn đã phải chuẩn bị những gì? Đây chính là cơ hội để cho Việt Nam bắt đầu bước chân vào trong những cái doanh nghiệp mà trước đây mình có mơ mình cũng chả vào được. Hello, xin chào mừng các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ show trong thời gian vừa qua và cuộc trò chuyện này có thể được nghe lại trên các nền tảng podcast như là Spotify, hoặc là Google Podcast hay là Apple Podcast. Các bạn có thể bấm subscribe vào kênh YouTube Success để cập nhật thêm những tập mới sắp ra mắt. Trong chương trình ngày hôm nay thì mình rất là vinh dự được chào đón một vị khách mời, một người anh, một người bạn lâu lắm mới gặp lại anh. Đó là anh Robert Trần, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn RBNC, triệu trách nhiệm thị trường Bắc Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. RBNC đang cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh theo mô hình BOT, uh, Build, Operate, Transfer, uh, cung cấp dịch vụ cho thuê CEO tạm thời và đồng thời huấn luyện và đào tạo quản lý cấp cao. Uh, xin chào anh Robert, rất vui được gặp lại anh em này. OK, chào em. Dạ yeah, <laughs> lâu lắm rồi. không gặp Dạ <laughs> <laughs> yeah, anh thấy anh đi đi về về suốt. Uh, ừ. Base chính là ở New York, ừ. ở thành phố New York ở Mỹ. Yeah. Nhưng mà dạo này anh thấy anh cũng dành nhiều thời gian ở Việt Nam. Tức ừ. là cái cái công việc của mình ở Việt Nam hiện tại thì cái uh, cụ thể là mình sẽ dành thời gian nhiều cho lĩnh vực gì? Ừ, thì cũng tham gia vào trong nhiều dự án tư vấn về chiến lược lắm. Yeah. Uh, tại vì cơ bản là À, cái môi trường kinh doanh bây giờ sau covid nó có nhiều cái biến động yeah, chắc à, nên thành ra là bọn mình tham gia vào nhiều những cái dự án tư vấn chiến lược à, rồi trong cái chiến lược đó thì nó sẽ kèm theo là trong những cái project nó sẽ có những cái dự án à, mình phải giúp người ta tuyển những cái quản lý cấp cao ừ. mà hoặc là cho thuê tạm thời à, ừ. bởi vì bạn biết đó là trong những cái tình huống mà một cái doanh nghiệp mà nó thay đổi đột ngột thì uh, sẽ chắc chắn sẽ không thể nào tuyển được một cái người liền thì bên mình sẽ có những cái người vào dẫn dắt một cách tạm thời uh, thì trong vòng uh, 6 tháng một năm hai năm maximum là hai năm À, dẫn dắt tạm thời đó rồi sẽ chuyển giao lại cho cái khách hàng thì đó là cái hai cái mảng mà bên mình đang làm ở Việt Nam rất là là nhiều à, ngoài ra thì có một vài dự án để làm trong cái executive coach à, nó là hướng dẫn cho tất cả những cái người ceo à, trong cái quá trình ngay cả những anh chị ceo của nước ngoài làm sao hòa nhập vào thị trường Việt Nam à, hoặc là ngược lại một số anh chị mà đang phát triển những anh chị người Việt rất là giỏi làm sao phát triển lên trong cái nghề nghiệp của mình bên yeah. mình làm cái những cái bạn đó rất nhiều chắc chắn là hiện tại cái nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực cấp cao thì luôn luôn là cái nỗi đau và nhân lực cấp C-level như anh vừa nói đó thì cũng không phải là dễ tuyển có khi là phát triển từ ở dưới độ ngũ dưới đi lên ừ. hoặc là phải thuê từ bên ngoài Đúng và rồi. phát triển ở dưới đi lên thì cũng không phải dễ dàng tìm được cái người mà sẵn sàng cho chuyện đó ừ còn tuyển bên ngoài thì đôi khi họ lại không hiểu được văn hóa doanh nghiệp hoặc là họ không có sự hòa nhập tốt ừ. thì em cũng hơi tò mò một chút về cái dịch vụ là cho thuê CEO tạm thời như anh vừa nói ừ. Đó là những cái những cái cấp C-levels interim tức là tạm thời uh, tức là vậy thì mình sẽ có người của mình và vào trong tổ chức trong doanh nghiệp và đóng vai trò là CEO C-level ừ. làm sao cái người của mình có thể hòa nhập nhanh và cái cách để mình có thể mang lại lết cho doanh nghiệp là gì khi mình từ một người ngoại bạc đào ở ngoài vào ừ. thật ra phải back to the basic một chút xíu yeah. à, có nghĩa là muốn làm được cái điều đó thì bên mình phải hiểu về cái chiến lược của bên cái khách hàng rất là nhiều ví dụ ví dụ như bây giờ những cái doanh nghiệp ở việt nam có những doanh nghiệp phát triển rất là tốt và có những doanh nghiệp đã đến cái ngưỡng của cái maturity có nghĩa là cái, cái, cái giai đoạn mà nó đã thịnh vượng rồi và nếu mà bạn không làm gì hết thì có thể bạn sẽ bị đi xuống À, hoặc là bạn phải làm cái gì đó để bạn đi qua một cái 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 tầm mới vậy thì cái người chủ doanh nghiệp hiện tại hoặc là một cái người ceo mà người chủ doanh nghiệp đã thuê hiện tại à, đến họ đã làm rất là tốt rồi nhưng bây giờ để châm để châm lên một cái level à, cho cái business của họ thì hoàn toàn họ vẫn có thể làm được đấy chứ tại vì họ đã trở trở thành những công ty triệu đô tỷ đô thì họ họ rất là giỏi rồi à, nhưng họ cần một cái sự an toàn để mà châm, để mà nhảy. Vậy thì lúc đó bên mình sẽ có những cái người được gọi là tạm thời. Lúc đó, lúc đó nó sẽ có hai người CEO, một người là nội bộ và một người bên ngoài là người của bên mình, bên RBNC. Thì hai bên sẽ cùng làm với nhau. Nhưng sẽ quay ngược trở lại ở trên góc độ là mình phải bên mình phải biết cái chiến lược của người ta đi như thế nào và hoặc là bên mình sẽ cùng họ xây dựng cái chiến lược bọn mình hay gọi là shape up shape up có nghĩa là mình định hình lại cái chiến lược của họ và mình sharpen có nghĩa là mình làm rõ nét cái chiến lược chiến lược của họ lên và từ cái đó tất cả hai bên đều đồng ý với nhau thì lúc đó nhân sự của hai bên sẽ hút up với nhau, phải phải kết hợp với nhau để mà bắt đầu làm những cái 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 bước nhảy mới cho một cái doanh nghiệp. Thì vì vậy mà bên mình mới có thể hòa nhập được một cách nhanh nhất. Cái thứ hai nữa là một cái người mà CEO tạm thời đó vào á, không phải họ làm một mình mà đằng sau à, họ là phía của ABNC tụi mình có cả một cái đội ngũ chuyên gia à, có thể là tư vấn cho họ cả về tài chính nhân sự rất là nhiều nhiều thứ à, để mà giúp à, làm cho cái dự án đó thành công à, có những dự án là bên mình chỉ có một anh CEO vào thôi nhưng đằng sau có mười mấy anh chuyên gia hoặc là có một những dự án bọn mình vào cầu cả mười bạn à, được thuê vào à, được mười bạn để 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 giúp cho doanh nghiệp đó trong vòng sáu tháng một năm À, bên mình chỉ maximum là làm 2 năm thôi cho những cái dự án tạm thời như vậy. Yeah. Uh, với tình trạng như hiện nay anh thấy là chúng ta sống trong cái kỷ nguyên sau Covid và người ta hay nhắc nhiều tới cái chữ VUCA tức là biến động bất định rất là khó suy đoán và tất cả mọi thứ thay đổi không ngừng. Thì nó nó sẽ gây ra cái thách thức như thế nào cho những cái người CEO tạm thời? thực ra là bây giờ người ta không gọi là Vuka luôn, bây giờ người ta gọi là Tuna. <laughs> như nào? À, Tuna thì nó đổi cái chữ V của chữ Vuka á, thành chữ T, ừ, à, là, là nó 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 có nghĩa là turbulent. Turbulent nó giống như là anh em mình đi máy bay, á, à, thì khi mình đi qua thời tiết xấu, à, thì ông captain hoặc là cô tiếp viên trưởng cô sẽ nói là hãy quay về chỗ ngồi và xích bèo. Thì turbulent nó có nghĩa là bây giờ cái thương trường á, nó turbulent liên tục, nó turbulent liên tục và khi mà nó turbulent như vậy á, cái đầu tiên mà trong cái chiến lược mà phát triển á không phải là chúng ta growth, không phải là chúng ta um, tăng trưởng à, tăng trưởng mà là chúng ta turbulent thì phải xích beau. Đúng không nào? Một cách rất là logic ở trên máy bay thôi, nếu mà bạn đi qua thời tiết xấu bạn phải xích beau lại. Vậy thì có nghĩa rằng là khi bọn mình vào á, tất cả những cái gì đã làm tốt thì mình phải shape up nó lại. Mình phải làm cho nó gọn lại và làm cho nó hiệu quả hơn. Đó là một cái bước đầu tiên và trong quá trình mình xếp up, mình sắp phần nó lại như vậy thì lúc đó mình mới hiểu được cái business này nó đang hoạt động như thế nào đó cũng là một cái bước để bên mình hiểu về cái văn hóa hiểu về con người và cái cách bên mình vào làm bên mình không bao giờ là một cái người được cho rằng là tôi sẽ là người dẫn dắt cái dự án này mà là tôi sẽ là người cùng làm với anh À, cùng làm với anh, tại vì có một số những cái dự án mà bị phèo là làm mình vào mình cho rằng một số tư vấn đi, một số công ty tư vấn họ bị fail là vì họ nghĩ rằng là tư vấn là cái gì cũng làm được, không không đúng. Kinh nghiệm của tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là cái gì chúng tôi cũng làm được. Kinh nghiệm của chúng tôi là chưa bao giờ chúng tôi tự làm được, mà chỉ có những người chủ doanh nghiệp người ta mới đủ giỏi, hoặc là những cái doanh nghiệp đó người ta đủ giỏi để người ta làm, người ta cần mình để làm gì để mà giúp cho người ta làm sao để giảm rủi ro vậy thì cái bước một là mình ship bèo rồi cái chữ tuna cái chữ VUCA nó có chữ c thì bây giờ người ta đổi lại chữ n là chữ novel novel nó từ chuyên môn từ mà trong business bọn mình tạm dịch nó là trauma nó là một cái gì đó là không lường trước được không ai lường trước được chiến tranh ukraine kéo dài 2 năm không ai lường trước được ở vùng bảo lộc là bị sạt lở À, không ai lường trước được cái nền kinh tế hoặc là trong cái business nó đang bị ảnh hưởng như thế nào à, ngủ dậy một đêm tới sáng à, giống như ngày hôm nay là thị trường chứng khoán rớt 20 điểm à, không biết cách đây thứ sáu tuần trước rớt 50 điểm thì cũng không ai biết trước được điều gì vậy thì nó là một cái novel và khi nó novel nó drama như vậy thì thường chiến lược bây giờ người ta không xét ra chiến lược của 5 năm năm không bao giờ ai bây giờ đi làm chiến lược làm cho 5 năm ấy. anh nào mà nói làm chiến lược 5 năm là anh đó là uh, không thực tế uh, không thực tế bây giờ thường người ta làm chiến lược là 3 năm uh, ngắn hơn và chiến lược 3 năm đó thì mỗi một năm mỗi một quý chúng tôi đều phải review lại đều phải xem lại hết và bắt đầu chúng ta vừa làm vừa sửa vừa làm vừa sửa và tất cả mọi thứ phải đánh giá cực kỳ chi tiết uh, về mặt con số về mặt rủi ro trường hợp xấu nhất như thế nào thì dựa trên cái cách làm như vậy á, làm cho cả hai bên tin tưởng nhau để mà có thể làm được à, nếu mà nói là vừa vào mà có thể hiểu được văn hóa của người ta thì chắc chắn là không đâu à, nhưng mà vì cái cách của mình tiếp cận làm cho người hai bên tin nhau và từng bước từng bước mình làm à, và tất cả mọi thứ mình làm đều có quyết định của cả hai bên chứ bên mình không không thể tự quyết định hoặc là không thể để cho khách hàng quyết định không đó đó là cái cách của bên mình là anh có thể cho một cái ví dụ cụ thể một cái case nào đó mà anh đang tư vấn về chiến lược ừ. ở Việt Nam có thể anh không cần nêu tên công ty nhưng mà những cái nỗi đau mà họ đang gặp phải ừ. ở thời điểm này yeah. và cái cách mà mình xử lý và giải quyết nó ừ. à, nếu mà đã nói là công ty tỷ đô nhá à, mình muốn so sánh một cách rất là công bằng thật ra là công ty tỷ đô thì công ty tỷ đô nước ngoài và công ty tỷ đô Việt Nam giống nhau À, như nào vì số tiền nó giống nhau <laughs> cũng là một tỷ đô à. dạ. cũng là một tỷ đô tại vì bạn không thể nói một tỷ đô ở Việt Nam và nó khác một tỷ đô nước ngoài một tỷ đô giống nhau à, chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tỷ đô và những anh chị đứng đầu làm việc cho những tập đoàn tỷ đô đó thì cái tầm nhìn của họ cũng chả khác gì những cái công ty tỷ đô nước ngoài vì vậy mà người Việt Nam của mình không có cái gì tự ti rằng là chúng ta là công ty tỷ đô thì chúng ta không bằng công ty tỷ đô khác No, không có chuyện đó. Và tôi luôn luôn tự hào rằng một điều rằng là tôi làm cho những tập đoàn là tỷ đô của người Việt. Ok. Rồi, vậy thì những tập đoàn tỷ đô thì thường ở thị trường Việt Nam nó sẽ có khoảng 30 năm, 40 năm, 50 năm. Và nó dẫn đến vấn đề rằng là cái doanh nghiệp của họ là bắt đầu đến cái ngưỡng của sự bảo hòa. Và họ là market leader. Đối thủ của nước ngoài vào là họ đập răng ra luôn khỏi thị trường Việt Nam. Chứ không phải là chuyện chơi. Và họ có thể vươn ra được cả những các, các nước trên toàn cầu. À, cái cái case study mà chúng tôi đang làm nó là một cái doanh nghiệp mà local à, người Việt là tỷ đô và nó đã à, đã expo ra, tức là nó đã ra được à, thị trường thế giới là được 62 quốc gia. À, vậy thì đối với lại cái doanh nghiệp đó, nếu gọi là tự hào về tất cả những cái gì các anh chị làm, hoàn toàn tự hào chứ. À, nhưng để mình thoát ra được cái comfort zone đó, cái 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 sự vùng an toàn đó thì phải có một cái 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 làm cái điều gì đó. Thì cái cách mà bọn mình vào làm á, là mình giúp cho họ nhìn ra được những cái Blue Ocean Và những cái Blue Ocean đó là những cái mà tụi mình sẽ tách nó ra thành những project Và hiện tại bây giờ cái doanh nghiệp đó bọn mình làm cho các anh chị đó khoảng 20 cái project về Blue Ocean Và mỗi một cái Blue Ocean là một cái real case, một cái real business Và bên các anh chị đó phải có người cùng làm với mình, cùng làm với các anh chị bên mình À, và bên mình có cả những chuyên gia vô vừa tư vấn vừa hướng dẫn vừa dẫn dắt để cho các bạn làm từng những cái blue ocean đó à, để mà thứ nhất tăng doanh số thứ hai nữa là có thể tăng về tính về cái thương hiệu của họ và thứ ba nữa có thể tìm ra được những cái kinh doanh mới những cái idea mới à, trong cái kinh doanh của họ em làm rõ xíu sorry anh tức là ừ. blue ocean ở đây đang nói là những cái thị trường đại dương xanh mới ừ. nó có mâu thuẫn gì với thế mạnh cốt lõi của họ hay không tức là mình đi khai phá những cái mảng mới hay ừ. là mình đang tìm cách để làm mới những mảng cũ à nó có hai nó có hai hai hướng nhé khi một doanh nghiệp trong cái business life cycle có nghĩa là cái vòng đời của một doanh nghiệp à, thì rất là nhiều anh chị sẽ nói rằng chứ là ô mấy cái này lý thuyết lắm mà nhưng mà mình bao giờ mình cũng hướng dẫn nhé là những cái lý thuyết đó nếu như ở tầm chiến lược bạn phải nhìn như thế nào ví dụ cũng là cái SWOT analysis nhưng mà tầm chiến lược bạn phải nhìn như thế nào ví dụ như mình vừa mới làm với một ngân hàng rất là lớn ở ngoài bắc xong à, mình chỉ dùng đúng một vài những công cụ rất cơ bản để chỉ cho cái dàn mà đứng đầu những cái anh chị mà đứng đầu của bank đó là làm sao vận dụng cái đó ở tầm chiến lược Vậy thì quay lại câu chuyện là một cái doanh nghiệp mà trong cái vòng đời sản phẩm, vòng đời kinh doanh của họ đã đến cái ngưỡng mà mờ chua rồi, cái ngưỡng mà mà mà, mà bão hòa rồi đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái hướng đi một blue ocean là một cái bạn sẽ tìm những cái thị trường nào cùng cái cốt lõi của bạn nhưng mà bạn chưa khai thác à cái blue ocean ở đây đừng đừng bị hiểu nhầm là à, tôi đi tôi phát triển kinh doanh nhé phát triển kinh doanh là khác còn blue ocean là cũng là cái sản phẩm đó nhưng bạn nhìn ở một cái thị trường mà chưa ai bán hoặc là sản phẩm của bạn chưa touch được chưa đụng đến cái nhóm khách hàng đó vẫn là sản phẩm cốt lõi đó đó là một một cái cách suy nghĩ của blue ocean là đại dương xanh một cách suy nghĩ của blue ocean khác nữa là mình có thể nhìn những cái business nào nó relevant nó không phải là cốt lõi nhưng mà nó có liên quan nó có liên quan ví dụ như bây giờ anh làm về may mặc thì anh có thể nhìn thêm những cái mà ví dụ như là dệt may à, hoặc là anh làm bên bút viết thì anh có thể là làm nghĩ thêm những cái về bên những cái mảng sản xuất mà liên quan đến bút viết thì đấy là những cái mà hoàn toàn mình có thể nghĩ đó là blue ocean à, hoặc là bạn có thể nghĩ ở một cái khi mà đến giai đoạn mà của cái ngưỡng đỉnh rồi ấy, thì mình có thể nghĩ thêm một cái là startup à mình gọi là internal startup hoặc là startup inside corporate thì nó khác hoàn toàn với lại những cái những cái bộ phận như là R&D nghiên cứu và phát triển và innovation bởi vì nếu mà mình tiếp cận theo cái dạng mà startup trong một cái doanh nghiệp tỷ đô nó có nhiều cái hay lắm nó có nhiều cái challenge lắm thì lúc đó startup đó mình có thể là làm những cái startup hoàn toàn là mới hoàn toàn và cái doanh nghiệp mà cái case study mà tôi đang sharing với bạn đó là có những cái idea trên thế giới chưa làm luôn có nghĩa là người Việt Nam của mình phải tự hào một điều rằng là có những doanh nghiệp Việt Nam đang làm những cái idea mà thế giới chưa làm vậy thì chả có gì mà mình phải tự ti trong cái cái một doanh nghiệp tỷ đô của mình cả vì mình tầm nhìn và tất cả những cái chúng tôi đang làm đều là global. À, đó thì cái đó là cái mà 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 bên mình đang làm và mình tách ra thành nhiều cái blue ocean và giúp cho các bạn làm và mọi người enjoy lắm. Từ mình thành lập ra thành một cái đội commando. À, rồi cái đội commando đó sẽ dẫn dắt tất cả những cái 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 blue ocean đó và ngay cả các anh chủ luôn bảy mươi mấy tuổi cũng tham gia vào trong một cái một cái dự án blue ocean. Yeah. Thì đấy là những cái mà mà làm và rất là enjoy khi mà triển khai những cái chiến lược mới về những cái thị trường mới blue ocean đại dương xanh như anh vừa nói đó thì cái việc thực thi uh, cũng có thể là một cái thử thách tức ở đây là cái con người để thực thi với cái tình huống như vậy với những cái cách thức mà họ làm như vậy thì ở những tập đoàn tỷ đô như anh đang tư vấn đó thì cái vấn đề con người và đội ngũ quản trị của họ gặp những vấn đề gì khi mà ừ. thực thi những cái chiến lược mới như vậy ừ. khi bên mình cùng làm với các anh chị đó thì mình sẽ chia thành những cái chốt chặn à, trong cái chương trình mà trong cái case mình đang làm á mình chia thành 5 chốt chặn cái chốt chặn đầu tiên là chốt chặn về idea. có nghĩa là từ một cái ý tưởng làm kinh doanh thì bắt đầu là các anh chị phải qua rất là nhiều vòng để cái một cái idea đó nó được giống như kiểu là gọt dũa và bên mình sẽ phải hướng dẫn cho mọi người. Tại vì nếu như mà với một tâm thế mà nói là, ok hôm nay tư vấn vô tư vấn cho anh á, thì người ta sẽ nói là ok rồi để tư vấn nói đi. Nhưng mà bọn mình lại vô tụi mình không có đứng trên một cái tâm thế là tư vấn, mà bọn mình là vào một cái tâm thế rằng là chúng tôi facilitate, tức là mình là người giống như là khơi gợi và họ sẽ là người cùng participate, cùng tham gia và cùng làm. thì với cái tâm thế đó thì mọi người sẽ rất là hòa nhập bên mình không bao giờ mình cho rằng tụi mình là những chuyên gia mà bên mình đều cho rằng là bên mình là những cái người advisor và cùng vào cùng làm với các bạn đó thì vậy thì khi mà mình à, nó chia thành nhiều chốt chặn lắm chốt chặn đầu tiên là về những ý tưởng à, nếu như mà anh làm một cái blue ocean mà cái ý tưởng nó chưa bao giờ cái doanh nghiệp đó có thì mình sẽ bắt đầu từ như thế nào làm sao có một ý tưởng rồi có những ý tưởng đã có rồi vậy thì bây giờ mình xếp up nó lại như thế nào À, mình làm làm sao để cho ý tưởng đó, nó 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 trở thành một cái là nó rất là 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 sắc nét. À, đó là 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 cái cách của bên mình làm. Rồi đến cái chốt chặn thứ hai á, là hướng dẫn cho mọi người á, là, rồi bây giờ có sản phẩm rồi đấy, à, có ý tưởng rồi đấy, bây giờ anh thử làm ra một cái sản phẩm mà trong đầu anh, anh suy nghĩ rất là nhiều. Bây giờ anh làm nó hiện thực hóa cái sản phẩm đó là một cái mẫu cho cho chúng ta làm như thế nào. À, vậy thì bắt đầu bên mình sẽ cùng làm, cùng làm với họ luôn rồi ra được cái mẫu rồi thì đến, đến cái chốt chặn thứ ba là bắt đầu là bây giờ tính toán trên bài toán tài chính à, bây giờ phải cần đầu tư như thế nào nhân sự ra làm sao à, về giá như thế nào làm marketing làm sao làm à, làm à, những cái marketing ở thị trường như thế nào và bây giờ nó có những phương pháp áp dụng vô các anh chị không cần phải thuê những công ty làm market survey Đừng có hiểu nhầm rằng mỗi lần làm như vậy là phải thuê bao nhiêu tiền để mà market survey. Trong những chương trình bọn mình hướng dẫn cho bên cái công ty mà mình đang làm case study sharing với bạn đó, là bên mình trong vòng 15 phút thôi. Mình hướng dẫn cho các bạn đó, có thể thu thập được có khoảng 500 feedback của khách hàng. 15 phút. Nó có những cái phương pháp mà bây giờ startup trên toàn cầu người ta áp dụng và hoàn toàn bạn có thể apply được và không tốn đồng phí nào thì đó là những cái cách làm thì khi mà bên mình hướng dẫn cho họ như vậy họ cùng tham gia với mình vì họ thấy được rằng wow cái mấy cái anh chị này bên ngoài vô mà dẫn dắt đi dễ hiểu quá và bắt đầu từng những cái chốt chặn đó thì cái chốt chặn thứ ba là chốt chặn về tài chính mà mỗi một chốt chặn mà các bạn ấy bị mình chặn thì có nghĩa bạn không vượt qua được mà nếu không vượt qua được coi như như là cái ý tưởng nó dẹp vậy thì bạn muốn vượt qua được thì bạn phải tìm cách làm sao để bạn thuyết phục được BOD thuyết phục được đoàn chuyên gia làm sao phải tính toán làm sao chứng minh được cái tính khả thi của dự án của bạn vậy thì mỗi một chốt chặn là một bài học vậy thì đến cái chốt chặn thứ tư là bạn đã pass qua được cái 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 chốt chặn của tài chính rồi thì bây giờ đến chốt chặn sale and marketing ừ. thì bên, bên mình bây. sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy làm sao chạy pilot làm sao đem ra bán ở ngoài thị trường làm sao maximize utilize cái hệ thống kênh phân phối của các bạn ấy bằng một cái pilot thôi từ cái pilot đó thì bắt đầu các bạn mới quay trở lại, các bạn mới làm làm sao để à, lên những cái plan để scale up. Vậy thì những cái bước chốt chặn như vậy á, giúp cho người ta vừa học, vừa trải nghiệm và vừa làm trên thực tế. Chứ mình không đẩy cho người ta làm hoặc là mình làm rồi mình chuyển giao cho người ta. Vì vậy mà hai bên cùng làm như vậy và các bạn sẽ cảm thấy rằng là wow, ok, tôi học được nhiều thứ và đến cái chốt chặn thứ năm mới là một cái chốt chặn rất là hay rằng là bắt đầu mình hướng dẫn cho mọi người đóng gói à, làm y chang giống như một start up luôn tôi là bây giờ tôi đóng gói lại từng mỗi một id và cái id này bây giờ đóng gói và cần kêu gọi vốn bao nhiêu và lúc này sẽ kêu gọi vốn từ bod hoặc là các bạn ấy sẽ phải gọi vốn bên ngoài à, và bên cái công ty mà mình đang làm thì gọi vốn nếu mà thành công thì bạn đó sẽ có cổ phần trong cái id blue ocean đó nó có thể được tách thành một công ty con đó Thì đó là cái cách của bên mình làm Thì quay lại câu hỏi của Khánh là Làm sao cái nhân sự Người ta có thể cắt chấp được những cái Cái bước châm như vậy Những cái bước nhảy như vậy Thì bên mình phải xây dựng cả một lộ trình Và nó cần phải có Cái sự kiên nhẫn của mọi người Cùng tham gia Thì lúc đó mới làm được Thường thì một cái chương trình vậy Nó sẽ kéo dài từ 6 tháng cho đến 1 năm Dạ yeah người Việt Nam của mình có một câu là rừng nào thì cọp đó Mình đến bất kỳ một quốc gia nào thì mình hãy thuê cái người của local của quốc gia đó Đừng nghĩ là một anh CEO có thể ra được quyết định hết hoàn toàn Không có đâu, bị control hết á ừ. Em hơi tò mò về cái khi mình tiếp xúc với những cái chủ doanh nghiệp mà thuộc tập đoàn lên cái level tỷ đô như vậy ở Việt Nam em hơi tò mò là cái cái trong đầu các ông chủ đó cái tư duy của họ khi mà nhìn về thị trường kinh doanh lúc này bởi vì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn sau covid bạn thấy là sức sức mua giảm mọi thứ nó đang rất là chậm toàn toàn bộ nền kinh tế và dự đoán cái này còn kéo dài cho tới năm sau thì lúc này trong đầu của những ông tỷ phú những ông chủ của các tập đoàn tỷ đô Việt Nam họ cái concern cái cái quan ngại của họ khi họ nhìn về phía trước và họ đặt ra đề bài cho anh, ừ. thì khi anh trao đổi như vậy thì thường cái mà họ đang quan ngại nhất là gì? thật ra là chủ doanh nghiệp Việt Nam với lại chủ doanh nghiệp nước ngoài mà tỷ đô giống nhau, ừ. tức là họ quan ngại nhất rằng là làm sao để cho kinh doanh này duy trì, duy trì. làm sao duy trì? nó giống như là tuna mà tuna là xít beo lại cái gì tốt duy trì, rồi duy trì rồi nhưng mà cái tổ chức mà tỷ đô thì nó rất là lớn và cái chi phí của nó rất là lớn vậy thì làm sao duy trì chỉ là ngắn hạn thôi nhưng mà làm sao để phát triển thì cho dù là doanh nghiệp Việt Nam hay cho doanh nghiệp nước ngoài thì cái điều đó là điều ai làm chủ doanh nghiệp người ta cũng nghĩ đến vậy thì cái điều quan trọng á, là khi mình vào thì mình phải hiểu được rằng là cái mong muốn của cái doanh nghiệp đó họ đang muốn hướng theo hướng nào Ví dụ như họ vẫn muốn rằng phát triển kinh doanh nhưng họ chỉ muốn tập trung vào thị trường nội địa thôi hoặc là họ muốn phát triển kinh doanh nhưng mà họ mở giống như cái doanh nghiệp mà tôi làm đi là họ rất là mở cho tất cả thị trường không chỉ riêng thị trường Việt Nam thì lúc đó là cái câu chuyện nó lại khác thì phải tùy vào cái 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 mong muốn à, nhưng làm sao để khơi gợi được cái mong muốn của cái người chủ doanh nghiệp đó nó là cả một nghệ thuật À, nó cả là một cái những cái cái mà nói chung là phải vừa đấu trí vừa thân tình vừa rất là nhiều thứ để mà 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 cái người chủ doanh nghiệp họ chia sẻ. Tại vì có những người họ muốn chia sẻ nhưng họ không biết cách làm sao để chia sẻ. Có những người họ biết cách chia sẻ nhưng họ không muốn chia sẻ vì họ muốn rằng là tôi học được gì từ cái người mà cố vấn bên ngoài. Vậy thì khi bên mình làm với lại những người chủ doanh nghiệp mà tỷ đô như vậy thì những cái người mà cùng tham gia trong những cái buổi mà thảo luận đó những cái tầm nhìn cái cách suy nghĩ và cái cách chia sẻ của bọn mình nó cũng phải ngang ngửa với họ chứ không thể nào mà uh, có nhiều anh rất là khôn nhá nhiều anh chủ doanh nghiệp rất là khôn chỉ muốn sử dụng dịch vụ free thôi à, thì mời mình vô nói chuyện hồi uh, free yeah. nhưng mà mình vô thì mình smell nhanh lắm mình ngửi mùi nhanh lắm <laughs> uh, mình làm kinh doanh mà mình làm mà bán service mà mình biết người nào là người mà thật lòng uh, người nào là người mà uh, chỉ muốn uh, lợi dụng À, thì hoàn toàn là mình có thể nhận định được cái điều đó yeah. à, và cái đó là anh có nghĩ là các doanh nghiệp lớn của Việt Nam hiện nay họ đều mong muốn cái chuyện là globalize hay không tức là vươn ra toàn cầu hay không Mà cái điểm nghẽn của họ thường là ở chỗ nào ừ, vươn ra toàn cầu á, cái cách của người Việt á, thì về mặt định hướng á, thì ai cũng muốn à, và ai cũng muốn nói cái câu là globalization và ai cũng muốn nói rằng là chúng tôi phải đi ra thị trường thế giới gì ra biển lớn nhưng cái cách làm thì có những anh chị làm đúng nhưng có những anh chị là làm chưa đúng à, thì cái, cái cái cách làm đó là cái, cái rất là quan trọng ví dụ như có rất là nhiều anh chị cho rằng là tôi phát triển thị trường mỹ và tôi phải tìm những người mà uh, ta lần của người việt qua để giúp họ phát triển bên đó thì tôi cho rằng điều đó là không đúng bởi vì người việt nam của mình có một câu á, là rừng nào thì cọp đó mình đến bất kỳ một quốc gia nào thì mình hãy thuê cái người của local của quốc gia đó chưa chắc nó đã giỏi bằng người của việt nam à, người của những anh chị bên đây gửi qua nhưng người ta hiểu về văn hóa bản địa người ta hiểu về cái cách làm sao để thâm nhập thị trường và hoàn toàn cho dù bạn có giỏi như thế nào à, ở một cái thị trường việt nam thì khi qua một thị trường mỹ cho dù là bạn đó bạn có nói tiếng anh cực kỳ tốt đi nữa thì bản cái về văn hóa về kinh doanh á, cái đó nó phải cần một cái người mà mà hiểu về văn hóa đó thì vì vậy mà có rất là nhiều chủ doanh nghiệp người ta cái cách hành xử của người ta bị sai người ta lại um, tiết kiệm người ta lại dùng người không phải là bản địa và cái cách người ta đưa sản phẩm qua chỉ riêng nói thị trường Mỹ không thôi nhé đưa thị trường qua sản và đưa qua thị trường Mỹ bằng những cái cách mà nó không phải là một cách được gọi là cái tầm của người tỷ đô thì nó dẫn đến là thất bại À, nhưng tôi có một cái case study mà một cái khách hàng là một cái à, tổng công ty về về may mặt rất là 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 lớn thì anh chủ tịch ánh xác định rất là rõ chúng tôi xác định tấn công thị trường Mỹ và đây là doanh số chúng tôi muốn đặt ra à vậy thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu như thế nào thì cái phương pháp của của bọn tôi vào đầu tiên là chúng tôi vào chúng tôi đánh giá cái độ làm kinh doanh để xem rằng là cái năng lực của những anh chị làm kinh doanh này À, có thể hòa nhập vào Và chọn ra ai Để có thể dẫn dắt cái nhân sự bên Mỹ À, Tức là mình là người Mình vẫn phải là người dẫn dắt nhé Ở đây các anh chị Xem xem chương trình đừng đừng bị hiểu nhầm Có nghĩa rằng Rừng nào cặp đó có nghĩa là mình thuê nhân viên Là nhân viên ở bên Mỹ Nhưng người cầm trịch Vẫn phải là người của mình Tại vì nếu như chúng ta không có Người cầm trịch là người của mình thì sẽ dẫn đến là bên kia nó chạy toán loạn à, và mình không control được ấy. À, đó là cái cái mình phải rất là clear cái cái chuyện này vậy khi mà mình đánh giá cái thế mạnh của cái 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 bên công ty may mặc đó thì mình sẽ chọn ra những nhân sự nào mà có đủ năng lực để cầm chịch cái nhóm mình kia rồi từ đó bắt đầu mình mới phát triển lên và bắt đầu xây dựng tất cả những cái 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 cách làm rồi tuyển dụng rồi tất tần tật để 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 mà mình mình phát triển những cái project đó. người cầm chịch vẫn là người Việt Ừ. mà cái người lãnh đạo bên đó thì vẫn là người bản xứ. Ý anh là như vậy. Đúng. Và người bản xứ bên đó sẽ report cho cái một cái anh VP người Việt bên đây. Ừ. Điều đó thì tất ừ. nhiên rồi. Nhưng mà cái người ừ. lãnh đạo bên đó nên, người cầm đầu bên đó, người đứng đầu bên đó, nên ừ. là người bản xứ. Nên đó, là hiểu người hơn. Bản xứ. Thì có rất là nhiều anh chị uh, doanh nghiệp Việt Nam, công ty triệu đô, triệu đô, tỷ đô uh, là làm bị sai. Uh, hoặc là bây giờ có những anh chị uh, là nói chính là mình phải đưa qua kênh mà kênh, uh, online, kênh e-commerce. À, nhưng các bạn lại quan niệm rằng là kênh e-commerce là cứ vắt lên đó nó tự động nó chạy. Nhưng điều đó là rất nhiều doanh nghiệp tỷ đô ở Việt Nam bị fail. Fail một cách thay thảm luôn à, là đi qua những cái kênh bán hàng bên đó rất rất là nổi tiếng, rất là uy tín nhưng fail hết. Bởi vì sao? sao? Bởi vì người ta cho rằng là đưa lên đó cứ vắt lên là tự động nó chạy. Họ cho rằng là auto sale nhưng điều đó là sai. Vì bạn nên nhớ một điều rằng là e-commerce bán hàng online nó vẫn là một phần trong chiến lược phát triển kinh doanh của anh. Nếu nó đã là một phần trong doanh nghiệp của anh, thì anh phải có sự đầu tư đối với nó. Anh có thể đầu tư một người cũng được, nửa người cũng được. Một cái cô đó có thể làm hai ba job cũng được, nhưng vẫn phải có người để đầu tư cho cái việc đó. Chứ không phải là tôi cứ vắt lên đó rồi tự động nó chạy là tôi expect rằng, tôi mong, tôi tôi nghĩ rằng nó là tự động nó sẽ đem tiền về. Điều đó là sai hoàn toàn. Và có một case chúng tôi đang làm với lại Amazon ở thị trường Việt Nam thì chúng tôi xây dựng những cái case study uh, qua cái kênh Amazon đó và nó là những cái case mà khi thành công chúng tôi sẽ share với thị trường Việt Nam để học hỏi uh, và đó là một cái project mà chúng tôi đang làm ừ. Ừ. trong cái kỷ nguyên như anh nói là phải turbulent ha Kỷ ừ. nguyên mà luôn luôn biến động là phải shipper phải chắc lại cái mình phải chắc lại uh, và cái sức mua nó nó, nó giảm rồi tình hình thị trường nó chậm bán hàng chậm ừ. tới cái giờ trong đầu ông chủ là làm sao để bán được hàng làm để sao để có doanh thu ừ. Nhưng bây giờ sức mua thị trường mọi thứ nó đều giảm, tình hình chung nó giảm. Vậy thì cái chiến lược lúc này với tình hình kinh tế lúc này nửa cuối 2023 thì cái việc mà mình 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 cầm chừng hay mình đầu tư để bắt đầu chuẩn bị cho cái sự mở rộng sau này hay là mình cắt giảm chi phí bớt hay là như thế nào tức thông thường cái chiến lược hiện nay mình cái cách mình cái bài toàn cái 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 giải pháp mình đưa ra cho cái kỹ cái, cái cái thời điểm này ừ. là sẽ như thế nào để mà đợi chờ đợi thị trường nó lên trở lại à, hiện tại bây giờ làm hết <laughs> vừa cắt giảm chi phí mà vừa à, vừa cắt giảm chi phí vừa xây dựng từ bây giờ à, Khó phát triển kinh doanh nói chung là phải rất là đa năng à, và bây giờ phải phải làm rất là nhiều nhiều thứ à, và ưu tiên ưu tiên là gì Thật ra cái ưu tiên đầu tiên vẫn là chi phí cắt giảm chi phí Tại vì bây giờ cái top line của bạn ấy, Có nghĩa là cái doanh số của bạn ấy, không đạt Thì bạn phải nghĩ đến cái bottom line Có nghĩa là cái à, lợi nhuận Mà bây giờ lợi nhuận đó, BOD của bạn đó, đâu có muốn bị mất lợi nhuận nhiều Vì vậy mà bạn phải 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 cooking Bạn phải nấu nướng làm sao trong cái phần chi phí Để làm sao cái lợi nhuận chấp nhận được à, Vậy thì trong cái phần mà cắt giảm Rồi tinh gọn đội ngũ À, là 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 một cái vấn đề mà rất là nhiều doanh nghiệp không chỉ Việt Nam nhé nước ngoài cũng vậy tôi làm cho rất là nhiều doanh nghiệp nước ngoài hiện tại bây giờ là cắt giảm chi phí rất là nhiều và cái cái vấn nạn của Việt Nam và của 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 thế, thế giới về nhân sự bây giờ sa thải hàng loạt đúng không sa thải hàng loạt nhưng lại không tuyển dụng được người à, người làm việc được ừ. trước đây nhé ví dụ như là những cái lần mà khủng hoảng kinh tế trước đây á thì là sa thải là sa thải là không có tuyển người nhưng bây giờ sa thải vẫn sa thải nhưng tuyển người vẫn tuyển người thì nó nó có một cái vấn nạn nó là sa thải rất là nhiều nhưng tuyển người không ra à, tuyển người những cái ta lần không ra à, vậy thì lúc này là một cái thị trường mà nó nó rất là nó rất là drama mà nó rất là không biết làm sao mà 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 đoán được thì đó là là cái cái vấn đề mà ở thị trường Việt Nam thì nên thành ra là cắt giảm thì không chỉ doanh nghiệp Việt Nam đâu À, doanh nghiệp nước ngoài người ta cũng cắt giảm, người ta cũng tinh gọn nhân sự và bây giờ một số uh, tổ chức á, là phải nhập lại với nhau. Hoặc là bây giờ một cái kê rất là rõ nét đó là bây giờ CEO đâu có còn là quản lý một cân một uh, quốc gia nữa mà một CEO bây giờ uh, tôi tăng lương cho anh tí thôi mà anh phải quản lý hai hoặc ba quốc gia, hoặc là có những CEO phải quản lý năm quốc gia. Đấy, Việt Nam, Lào, Campuchia yeah, đúng không? Thì, những cái kiểu kiểu như ấy. vậy đúng yeah. không? Đúng để thì đó là một cái 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 hướng mà của rất là nhiều doanh nghiệp người ta đang làm nhưng mà trong quá trình anh tư vấn cho các ông chủ doanh nghiệp như vậy thì những cái lần mà anh gặp khó những cái đề bài khó mà khiến anh cảm thấy khó giải hoặc thậm chí là không thành công thất bại khi mà giải quyết bài toán của doanh nghiệp này chắc chắn là cũng sẽ có, có. anh có thể chia sẻ một cái một cái một cái trải nghiệm để mà nó có một cái learning lesson một cái bài học lớn nhất cho mình trong cái chuyện mà để từ đó mà mình hiểu thêm về cách quản lý và đưa ra chiến lược cho doanh nghiệp ừ. hoặc, hoặc là giải quyết những bài toán doanh nghiệp mà từ một cái trải nghiệm mà mình làm không thành công ừ. um, có một cái case mà chúng tôi làm nó không thành công á, là uh, cái giai đoạn đầu của cái vấn đề mà phát triển kinh doanh á, thì ok hai bên đều đồng thuận với nhau uh, nhưng đến cái đoạn mà cái execution á, tức là thực cái thi. đoạn mà thực thi á, thì là lúc đó cái người của bên các anh chị của bên khách hàng á, là không đủ À, không đủ cái năng lực và lúc đó chúng tôi phải đưa phải tuyển một cái người bên ngoài chứ không lấy người của bên tôi bởi vì các anh chủ doanh nghiệp anh nói rằng là chúng tôi không muốn lấy người của bên abnc mà chúng tôi muốn à, là lease to own à, có nghĩa là chúng tôi lấy người bên ngoài vào một thời gian rồi xong sau đó là chúng tôi sẽ là tuyển luôn à, thì cái bạn mà bên ngoài khi mà tuyển dụng vào tức là qua rất rất là nhiều vòng À, đánh giá và chúng tôi có làm một cái chương trình cho khi mà đưa vào những cái candidate đó vào chúng tôi có làm một cái chương trình được gọi là fit in à, fit in có nghĩa là giúp cho cái cái người đó làm sao fit được với lại cái doanh nghiệp và ngược lại cái doanh nghiệp đó làm sao phải hòa nhập và cùng làm việc với lại cái người đó tức là nó phải hai chiều chứ không thể nào mà cứ nói là một chiều là cái người ứng viên phải fit in hoặc là cái người chủ bên phía doanh nghiệp đó phải fit in À, thì mình có một cái chương trình mà giúp và lúc đó là mình phải là một cái người mentor à, là hướng dẫn cho cả hai phía làm sao để cho cái 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 um, cái marriage này à, nó được thành công đó thì đó là cái cách mà bên mình à, à, hướng dẫn để mà cho cái người đó fit in nhưng mà vì cái tôi của cái bạn candidate này nó quá lớn đi nó dẫn đến vấn đề rằng là anh ta rất là cứng đầu và nó dẫn đến là cái những cái mà thực thi của cái dự án ấy, là gần như là fail gần như là fail thì lúc đó là lúc mà tất cả ba bên đều cùng phải ngồi lại và trong cái case đó là bên mình quyết định rằng là stop stop cái người candidate này và hoàn toàn bên mình hoàn toàn có thể bồi thường cái dự án đó cả triệu đô đấy chứ tức là fail đây là fail à. cho chuyện kết nối nhân nhân lực yeah. đúng không theo cho chuyện kết nối nhân lực ở đây và mình nghĩ cái bài học ở chỗ này là có thể cái người nhân sự cái người ứng viên đó giỏi nhưng để mà break được cái cái mà cái 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 thẩm thấu cho họ có được những cái định hướng chiến lược mới thì nó chưa đủ uh, sharp, nó chưa đủ sắc bén để cho người ta bay được mua được cái, cái cái tức là người ta được thuyết phục trong cái 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 idea đó thì nó dẫn đến rằng là nó không có tiếng nói chung và dẫn đến là cái dự án đó bị fail. Mình từ cái bài học đó thì mình mình rút ra được cái cái điều gì mình có thể làm để tránh những cái trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Đơn giản hóa. À mình đơn giản hóa vấn đề có nghĩa rằng là mình sẽ không tuyển uh, one man show nữa. À mình không tuyển một người vô mà mình mình sẽ trẻ cái phần đó ra rất là nhiều những dự án con giống như cái dự án mà công ty tôi hồi nãy tôi nói là chúng tôi làm 20 cái blue ocean thật ra 20 cái blue ocean nếu nhập lại nó chính là một công ty à, nhưng mà bây giờ chúng tôi trẻ ra thành 20 cái dự án và đối với lại cái case study mà chúng tôi bị fail á, là lúc đó chúng tôi lại tuyển chỉ một anh vô là one man, one man show vào và làm hết tất cả những cái cái phần đó anh ta rất là giỏi nhưng để anh ta có thể thuyết phục được những cái người mà nội bộ của cái doanh nghiệp tỷ đô đó thì phải cần có thời gian và chúng tôi học được một điều rằng hãy trẻ nhỏ cái đó ra làm đơn giản nó ra thì có nhiều người cùng làm thì nó sẽ thành công hơn. Dạ, yeah. nhiều yeah, ở đây vấn đề là fail là fail về kết nối nhân lực và những cái người nhân lực nó không đủ, cái người yeah. nhân lực không đủ. Em muốn hỏi cụ thể một chút tức là ở tầm chiến lược như anh tư vấn rồi thì có những cái những cái quyết định lúc này rất quan trọng những cái decision những cái quyết định mang tầm chiến lược của người lãnh đạo người CEO Ờ, có thể một quyết định sai nó sẽ dẫn tới một cái kết quả rất là không mong muốn được. thì ở đây anh có thể nhớ lại là có một cái quyết định chiến lược nào đó mà nó sai lầm ừ. hoặc là đưa ra quyết định sai khiến cho cái doanh nghiệp nó đi không đúng hướng hoặc là kết quả như mình không mong muốn thì 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 một cái quyết định nào đó mà từ cái quyết định sai đó mà mình học được rất nhiều từ về cái case này sẽ rất là khó để có những cái quyết định có những cái case như vậy bởi vì sao ví dụ như là bên mình cùng làm những cái project và khi bên mình đưa ra những quyết định mà bạn biết rằng là một công ty tỷ đô á, thì không phải là một ông CEO quyết định mà lúc đó nó cả những cái ban bệ và nó có những cái cross check của nhau và cái cái nếu như mình làm cho những doanh nghiệp gia đình đi thì những cái người chủ doanh nghiệp á, là người ta giỏi lắm có thể là những cái những anh chị mà professional mà làm họ đưa ra nghe rất lung linh nhưng cái feeling của họ tức là cái gut feeling của cái người chủ doanh nghiệp họ có ba chục năm bốn chục năm uh, từng trải trong cái kinh doanh đó họ sẽ phán đoán được liền là cái này được hay không được nhưng họ có thể họ sẽ không giải thích được là tại sao không được vậy thì cái cái gut feeling của họ sẽ cho cho họ biết được rằng là cái này go or not go đó, nên thành ra là cái mà để một một cái case mà để ra một cái quyết định sai lầm sẽ rất là khó ngay cả một doanh nghiệp nước ngoài đừng nghĩ là một anh CEO có thể ra được quyết định hết hoàn toàn không có đâu bị control hết á chứ không phải là 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 chuyện uh, easy, chuyện chơi yeah. ừ. uh, đúng là tầm chiến lược ha ở đây khi mà anh bước vào một công ty và anh được ông chủ đưa ra đề bài và anh đang tư vấn về chiến lược ừ. thì có nghĩa là cái chiến lược ban đầu của họ có thể thay đổi ừ. khi mà có thêm sự tư vấn ừ. thì cái điều gì sẽ giúp anh có thể uh, tạo ra một chiến lược mới tức là khi mà mình suy nghĩ một chiến lược mới trong cái doanh nghiệp này ừ. thì mình sẽ phải có những cái nguyên liệu như thế nào để okay. có thể xào nấu và ra được một cái chiến lược mới thì thường nó sẽ bắt đầu như thế nào? Ừ. Bên mình, phương pháp bên mình làm là không bao giờ đưa ra những cái gì mới à, mà mình đưa ra những cái giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn đầu tiên bọn mình gọi là adjust. À, adjust có nghĩa là mình điều chỉnh. Rồi giai đoạn thứ hai là mình mình có thể là rearrange, là mình sắp xếp lại. À, giai đoạn thứ ba là lúc đó là mình mới có những cái đề xuất những cái gì đó mới. Vì vậy mà bao giờ Uh, giống như uống thuốc vậy thôi. Uh, nếu như bạn uống một cái liều nó quá lớn đi, quá nhiều đi thì nó sẽ bị giống như kiểu là bị sốc thuốc. Yeah. Nên thành ra là là bạn phải cho đi từ từ. Thì một người bác sĩ điều trị thì bạn phải điều trị theo từng bước một. Thì đó là những cái cách mà mình dẫn dắt người ta đi để cho toàn bộ cái nội bộ của cái doanh nghiệp đó người ta nhận thấy được một điều rằng là những cái gì mình dẫn dắt trong những cái dự án này làm cho người ta cảm thấy rằng là an tâm. Tại vì á. Uh, cho dù là cái thị trường này nó có biến động đến đâu cái đầu tiên của những người làm trong một doanh nghiệp á, là lòng tin nếu người ta đã không tin bạn thì người ta sẽ không an tâm làm theo bạn bất kỳ cái gì vì vậy mà mình phải tạo được cái lòng tin cho người ta bằng cách là tôi không làm gì mới cả mà tôi xây dựng trên những cái gì các bạn đã làm rất là tốt và tôi chỉ điều chỉnh lại sắp xếp lại để cho nó tốt hơn bởi vậy bây giờ tiếng anh nó hay gọi là một cái better version chứ là bạn phải là một cái người tốt hơn của chính bạn chứ bạn đừng làm cái gì đó lung linh mà mình phải so sánh với ai, chả cần so sánh với ai cả. đó thì đó là cái cách của bên mình làm. hỏi hỏi cụ thể luôn ví dụ bây giờ khi mà gặp nói về kinh doanh nói về doanh nghiệp thì lúc nào cũng bắt đầu nói về những phát triển của trí tuệ nhân tạo, ừ. rồi những cái xu hướng như là xanh bền vững rất nhiều hội thảo được tổ chức. Yeah. Tức là các ông chủ doanh nghiệp bây giờ đang phải gần như là đọc tin tức và thấy có rất nhiều cái trend như vậy. Yeah. Thì không biết là ở góc độ tư vấn uh, chiến lược như anh hiện nay thì đứng trước những cái làn sóng mới, những cái trend mới như vậy, những gì đang diễn ra yeah. uh, về xanh, về bền vững hoặc là về trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số, về tất cả những cái thứ mới như vậy, yeah. thì ở góc độ chiến lược của của doanh nghiệp thì mình khi mình tư vấn cho các ông chủ đó thì mình sẽ khi mà họ 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 thắc mắc về chuyện là liệu tôi có nên đi theo cho này hay không ừ. hoặc là liệu tôi có nên ứng dụng cái này hay không ừ. hoặc liệu chúng tôi sẽ chuyển bây giờ doanh nghiệp chúng tôi sẽ phải sải phải xanh ừ. phải, phải cái này người ta đang nói mà ừ. nhà đầu tư đang quan tâm mà ừ. thì với, khi mà chủ doanh nghiệp có những cái thắc mắc như vậy thì anh sẽ anh sẽ giải đáp như thế nào cái đầu tiên vẫn là hiểu đúng chứ à, ví dụ nói về doanh nghiệp xanh thì hiểu như thế nào là doanh nghiệp xanh À, sản xuất xanh như thế nào là sản xuất xanh rồi có bây giờ có rất là nhiều những doanh nghiệp làm ESG ESG à, thì đầu tiên á là phải hiểu đúng chứ không bị giống như là à, nhà nhà tái cấu trúc rồi người người làm sao ấp thì thì nó rất là kinh à, là như vậy thì cái quay lại cái câu cái 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 đầu tiên chủ doanh nghiệp á là bây giờ cho dù thị trường có như thế nào trendy có như thế nào ai có như thế nào tất cả mọi thứ nhưng cái đầu tiên là các bạn phải hiểu đúng nó là cái gì rồi cái hiểu đúng cái thứ hai nữa là cái ứng dụng của cái đó vào trong phần nào của doanh nghiệp của mình thì có thể người chủ doanh nghiệp á, họ sẽ không vì họ làm trong cái ngành của họ rất là sâu đi chiều sâu nhưng mà họ cần cái người tư vấn á, bởi vậy bây giờ rất là nhiều doanh nghiệp mà họ không có cần tư vấn mà về làm tư vấn mà có những cái buổi được gọi là workshop À, hoặc là panel discussion có nghĩa là họ mời về và có một cái topic nào đó ví dụ như bây giờ uh, khánh là chủ doanh nghiệp mà khánh muốn hướng cho doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp xanh đi nhưng mà thực ra là mình không biết bắt đầu từ đâu và mình cũng không hiểu rằng là cái này có cần hay không thì bây giờ sẽ tổ chức một cái event uh, một cái workshop và lúc đó sẽ mời một vài những cái người chuyên gia về uh, nói về cái vấn đề đó vậy thì cái 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 hay của những cái cái mô hình mà làm như vậy á, nó sẽ giúp cho mình á, thứ nhất là mình làm những cái workshop nó không có nhiều tiền. Thứ hai, nó sẽ tăng được cái kiến thức cho tất cả những anh chị em BOD để hiểu được hơn là đa chiều. Rồi xong sau đó thì dựa trên những cái mà 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 workshop đó thì bắt đầu mình mới quyết định rằng là mình nên đi theo hướng nào. Đó, thì cái gì cái là là mình vẫn tin rằng một điều là tri thức. Điều đó là điều quan trọng. Bạn phải hiểu đúng, bạn phải có kiến thức thì bạn mới có thể làm đúng được còn nếu như mà bạn cứ lờ mờ mà cứ đi theo trend á, thì thật sự là sẽ rất là là khó vì có rất là nhiều doanh nghiệp chứng minh được một điều tôi không đi theo trend nhưng tôi vẫn là công ty tỷ đô họ bán những cái rất là đặc thù những cái rất là unique thì không cần thiết phải đi theo trend thì đấy là những cái mà chúng ta nên nhìn nhận một cách rất là công bằng trong những cái trend um anh làm việc ở góc độ toàn cầu và anh thường xuyên đi nhiều thị trường cũng như tiếp xúc với lại doanh nghiệp ở các thị trường quốc tế thì ở đây không rõ là em muốn nhìn ở cái bức tranh nó rộng hơn chút xíu tầm chiến lược về hướng đi của kinh tế thế giới và kinh doanh thì với cái thời điểm 2023 này về sau này ở góc độ đánh giá chiến lược về 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 dòng tiền hiện nay về dòng vốn đầu tư về các vấn đề kinh tế vĩ mô thì đang đặt ra cho chủ doanh nghiệp những cái người làm kinh doanh những cái business leader lúc này nếu mà thật thực sự họ là những cái visionary tức là những cái người có tầm nhìn và họ đang là họ đang lãnh đạo họ đang dẫn dắt họ đang làm captain của một cái con tàu đang đi thì với cái tình hình turbulent như nó tuna như thế này và bức tranh kinh tế của thế giới như thế này thì sẽ 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 họ sẽ cần phải chú ý điều gì cho doanh nghiệp của mình khi mà muốn phát triển kinh doanh hoặc là muốn cho cái cái con tàu của mình nó nó đi được đúng hướng ừ, okay. tránh bảo ừ. à, cho dù có nói là mô hình kinh doanh kiểu gì anh sản xuất cái gì đi nữa thì cái gốc của một cái business đối với mình nhá vẫn là sản xuất sản xuất à sản xuất nó là cái gốc của rất là nhiều doanh nghiệp và những quốc gia tại vì nếu mà anh làm về dịch vụ thì khi mà thị trường nó shaking kinh á thì là dịch vụ bị ảnh hưởng lên. Còn về sản xuất á thì kiểu gì nó vẫn là cái gốc à, nó là cái 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 gốc của vấn đề ví dụ như may mặc rồi sản xuất những cái cái sản phẩm thì đấy là về 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 sản xuất. Thì nếu mà nói về sản xuất á, trước Covid á thì người ta vẫn tin rằng là người ta vẫn đi theo những cái mô hình của Nhật là just in time. Có nghĩa là đầu ra đầu vào, đầu vào đầu ra là phải chuẩn mực. Nhưng mà sau Covid rồi á thì người ta sẽ dùng thêm một cái từ là just in case ừ, có nghĩa là gì bây giờ có những thứ chuẩn mực của kinh doanh nó còn không còn đúng nữa ví dụ ví dụ như trước đây các anh chị bên may mặc đi các anh chị nói rằng là à, không có cách gì chúng ta có thể thay được cái phân xưởng sản xuất cái cái quốc gia sản xuất bằng Trung Quốc được không thể nào nói chung là cả đời à, có làm kiểu gì cũng không thể nào thay thay được bởi vì sao bởi vì bởi vì á là cái người mà khách hàng mà đặt hàng của bên Trung Quốc á, những cái đơn hàng của họ rất là lớn triệu sản phẩm, chục triệu sản phẩm rất rất là lớn nhờ vậy mà những sản phẩm đó nó mới có được một cái giá tốt nhưng bây giờ á, thật ra là bây giờ các anh chị thường hay nghe cái câu là lấy khách hàng làm trọng tâm Ừ. bây giờ những thương hiệu may mặc lớn như Louis Vuitton, Chanel hoặc là H&M hoặc là những cái thương hiệu uh, bình thường thì thực ra là bây giờ khách hàng của những cái thương hiệu đó người ta cũng tiết kiệm vậy thì một bài tập một bài toán logic thôi là những cái ở những cái thương hiệu như là uh, Louis Vuitton hoặc là H&M hoặc Mango như vậy á, thì liệu người ta có đi đặt những cái đơn hàng lớn hay không chắc chắn là không Ừ. mà nếu như người ta đặt những cái đơn hàng mà nhỏ 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 không thôi ấy, thì liệu trung quốc có làm được những cái giá tốt giống như là những cái đơn hàng cả triệu sản phẩm hay không vậy thì lúc này là lúc mà những doanh nghiệp việt nam đang làm sản xuất chúng ta phải bắt lấy cái thời cơ trong nguy nó sẽ có cơ trong nguy cấp á, là thị trường nó rất là shaking kinh trong nguy cấp á, là bây giờ người ta chỉ đặt những cái đơn hàng nhỏ lẻ nhưng đây chính là cơ hội để cho việt nam bắt đầu bước chân vào trong những cái doanh nghiệp mà trước đây mình có mơ mình cũng chả vào được phải sản xuất là là sản xuất à vậy thì cái lúc này là lúc mà được một cái là cái người thợ của người việt của mình là tay của họ rất là khéo cái bàn tay của người thợ của người việt nam khéo hơn bàn tay của người thợ của bangladesh vậy thì cái người buyer ví dụ những thương hiệu hm hoặc là mango câu đầu tiên họ vì cái cái thị trường bây giờ nó nó quá kinh đi nó quá đánh nhau đi nó đến nó sẽ hỏi là giá của em sao giá em có bằng bangladesh không giá em có bằng in, indo không à, nó hỏi về giá vậy thì nếu như chúng ta đánh nhau về giá thì cả cuộc đời này chúng ta cũng chả bao giờ chiến thắng được vậy thì đó là câu chuyện mà việt nam bây giờ phải biết cái cách làm sao là bán những cái gì mà chúng ta làm tốt hơn thứ nhất chúng ta làm có thể làm được ngang với lại trung quốc ở điều gì làm đẹp như trung quốc nhưng mà đơn hàng chúng ta nhỏ nhỏ, giá chúng ta bây giờ cạnh tranh được bởi vì Trung Quốc không thể offer những cái giá rẻ. Chúng ta tốt hơn Bangladesh ở chỗ là tay nghề của người cái cái đẹp, cái thẩm mỹ của người Việt của mình đẹp hơn. Vậy thì đó là những cái giá trị mà mình có thể đem lại. Cái cơ hội của mình là về sản xuất và bạn đừng đừng tham vọng rằng tôi phải lấy những đơn hàng cả triệu chục triệu trăm triệu đô, chúng ta chỉ lấy những đơn hàng nhỏ thôi, nhưng mà những đơn hàng nhỏ đó là những cái mà thấy mạnh của Việt Nam bởi à, bởi vì Việt Nam không thể nào sản xuất mà những cái đơn hàng cực lớn được thứ nhất là cái tính cần của sản phẩm Việt Nam không tốt nó không có ổn định vì vậy mà mình có ký một cái đơn hàng cả triệu triệu sản phẩm đi nữa mình cũng không thực hiện được vậy thì mình chỉ nên làm những cái đơn hàng nhỏ à, và mình phải nắm bắt thời cơ lúc này mình phải đi càng sâu vào trong những cái 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 cái, cái thương hiệu thì càng tốt Đừng bỏ lỡ cái cơ, cơ hội bây giờ Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp Việt Nam Hãy đi ra ngoài tham gia nhiều hội chợ Và tìm thêm những khách hàng Đơn hàng nhỏ lẻ thôi cũng được Không sao cả Nhưng mà đó là cái bước đầu tiên Để chúng ta uh, phát triển cái doanh nghiệp của mình à, Đúng là uh, làm cái gì thì cũng cần đội ngũ Và cái việc nguồn nhân lực Cũng luôn là cái nỗi đau Lúc nào cũng là nỗi đau thường trực Của ừ. các chủ doanh nghiệp Và anh uh, làm cái việc là cung cấp CEO tạm thời Rất là hiểu cái nỗi đau đó tức là vẫn là vấn đề nguồn nhân lực nhân tài. Yeah. Để để hỏi một chút về như vậy với những cái gì đang diễn ra hiện tại thì chắc chắn là chung anh nói chung nguy có cơ đúng không? Cơ hội cho những cái nhân lực nhân lực cấp cao. Yeah. Thì em cũng tò mò một chút hiện nay về người ta nói là, là 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 các lãnh đạo lớn của các tập đoàn cũng thường đầu tiên là người nước ngoài nhiều nhưng bây giờ cũng bắt đầu có những người Việt rồi. Yeah. Và cái cơ hội cho những cái bạn Việt Nam thân tiến ở dưới đi lên để có thể nắm được những vai trò lãnh đạo của các tập đoàn lớn từ đa quốc gia cho tới tập đoàn lớn của Việt Nam thì để từ kinh nghiệm của anh tư vấn về nhân lực rất là nhiều để một cái người gọi là working professional một cái người lao động chuyên nghiệp hiện nay mà có thể trong cái kỷ nguyên này thăng tiến và trở thành một cái người C level một người lãnh đạo cấp cao cái cơ hội hiện nay trong cái kỷ nguyên này thì bạn đã phải chuẩn bị những gì và phải 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 thực sự chuẩn bị làm sao để truy rèn bản thân và cái cơ hội đang nằm ở đâu. Ừ, ok. Um, để cụ thể hơn cái câu hỏi yeah. của Khánh á, thì mình có thể nói như thế này. Có rất là nhiều doanh nghiệp local là tỷ đô và bây giờ đang chiêu dụ những cái anh chị mà làm professional uh, làm cho những tập đoàn nước ngoài. Người Việt, uh, thì người Việt, à, người, Việt à, tập đoàn uh, người Việt làm cho những tập đoàn nước ngoài mà không chỉ làm ở Việt Nam, không mà Đúng làm rồi, cả cả, tuyển cả global, ở nước ngoài về. Uh, yeah. toàn tuyển dụng cả nước ngoài về luôn thì cái vấn vấn đề ở Việt Nam á, là mọi người cứ nói là uh, bây giờ những công doanh nghiệp tỷ đô nha sẵn sàng trả lương gấp hai gấp ba lần những doanh nghiệp nước ngoài tiền không là vấn đề tiền à, không luôn. là vấn đề luôn nên thành ra là cái chuyện mà uh, packet á, là không có gì lo vậy thì tại sao có những anh chị làm rất là professional ở những doanh nghiệp nước ngoài vào doanh nghiệp tỷ đô của local lại phèo ừ. bởi vì cái cái vấn đề chỗ này á, là cái ông mà doanh nghiệp local tỷ đô hay triệu đô ổng cần một người là gì một cái người builder một cái người phải xây một cái người phải dám đập đi và làm mới một cái người phải làm làm sao để vực dậy những cái, cái gì mà đã cũ nhưng một cái anh mà làm professional mà làm cho những công ty nước ngoài là người việt nam giữ những vị trí rất là quan trọng thì hỏi có bao nhiêu anh chị làm được cái việc mà đập đi xây mới quen với cái system lớn rồi quen với system mới Follow thôi. quen system mới là còn may cái thứ hai nữa là chỉ là đua mặc dù vị trí của anh cũng là gm đấy vị trí của anh cũng là ceo của những tập đoàn lớn đấy nhưng anh có dám giơ tay lên anh nói rằng tôi là người build up 100 năm cho công ty đó không anh chỉ là người đua vậy thì tâm thế của cái người mà ứng viên là đua vào gặp cái ông chủ tỷ đô của việt nam là builder vậy thì bạn sẽ thấy được rằng nó chả có chả khớp nhau đó đó là một cái mà bây giờ một ông thì 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 nghĩ như thế này một ông nghĩ kiểu khác vậy thì để có thể hòa nhập được thì cả hai bên phải điều chỉnh cả hai bên điều chỉnh và rất là nhiều bạn mà được gọi là rất rất là thành công ở những tập đoàn nước ngoài người Việt và làm cho những tập đoàn nước ngoài vào fail, uh, fail trong những cái tập đoàn uh, local tỷ đô của Việt Nam và các bạn nói rằng là ô cái văn hóa đi nó kinh quá văn hóa đi nó nó không thể nào mà hòa nhập được nhưng cái câu câu hỏi của tôi thường đặt ra cho các bạn đó là có thật sự là văn hóa hay không hay là bạn không biết cách để bạn biểu tại vì có rất là nhiều nha tôi biết rất là nhiều những anh chị á, là quản lý cấp cao những tập đoàn nước ngoài là người Việt vào trong doanh nghiệp Việt Nam đưa nguyên một cái bộ uh, gì đó standard gì đó chuẩn mực gì đó đưa vào áp, áp vô và tự hào rằng là tôi là người vận hành nó và tôi là người xây dựng nó vào pheo hết. Bởi vì sao? Nó chả có khớp bạn. À. Nó chẳng có giống ai hết. Và bởi vì người Việt của mình nói rằng là anh giỏi, anh cũng chết. Mà anh dở thì anh chết là đúng rồi. Nhưng anh biết thì anh sống. Tức là anh phải biết cái cách làm sao để anh dung hòa những cái gì mà bên ngoài anh đưa vào để mà cùng phát triển lên thường Như... là nó sẽ bị bị vân ở khúc nào tức là các quản trị ở tập đoàn đa quốc gia quốc tế ừ. rất là systematic rất là hệ thống hóa rất là chuẩn mực toàn cầu ừ. sang tới reality thực tế ở việt nam ừ. thì thường cái độ cái cái độ không khớp nó nằm chỗ nào anh có thể à. cụ thể một chút xíu những tập đoàn nước ngoài á thật ra các bạn cứ nhìn rồi nhiều bạn trẻ cứ nghĩ rằng là nó lung linh nhiều bạn trẻ cứ cho rằng là wow những tập đoàn nước ngoài là 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 hay thực ra những tập đoàn nước ngoài á từ ông CEO xuống là tập đoàn mà được gọi là bốc lịch nha từ ông CEO xuống cho đến những cái country ở phía dưới toàn là đi làm công hết ừ. thì giống như người Việt của mình gọi là một từ là cha chung không ai khóc à đó là 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 à, bởi vì đứa nào cũng đi làm công ừ. vậy thì đứa nào cũng làm vì cái chót này nhưng nếu như mà bạn làm vì cái job này thì người ta cần control bằng cách nào? Bằng hệ thống. Bạn không chạy thoát được. À, vậy thì đừng nghĩ rằng Ồ, có rất là nhiều, tôi gặp rất là nhiều bạn mà chưa phải là được gọi là là là, là xuất chúng ở Việt Nam. Ấy. Luôn luôn nói rằng là công ty này pro, công ty kia không pro. Tôi thì tôi, tôi chả hiểu bản định nghĩa pro là cái gì. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta sẽ thấy là tập đoàn MNC, tập đoàn nước ngoài ấy, nó control con người bằng hệ thống. Vì vậy bạn có in hay out thì cái công ty đó chả vấn đề gì cả vì cái hệ thống nó đã cần có người rồi. khác thay thế là có người khác thay thế có dạ. tất cả những cái là bắt cấp rồi nhưng mà tại sao cũng là cái anh đó cũng là hoành tráng đó cũng là một anh là phó chủ tịch đó anh chuyển qua anh làm cho công ty local fail liền bởi vì sao bởi vì trong công ty local có cha chứ không có giống kia là bên kia là chả có ông nào là là lại trong công ty local có người cha và người cha họ sợ gì sợ cái doanh nghiệp này phá sản à Vậy thì khi mà họ sợ bị phá sản như vậy Họ phải rất là canh ke Và họ phải rất là cẩn thận Thì nó dẫn đến rằng là một ông bên kia Thì lúc nào cũng có thể là đốt tiền được Bây giờ vô trong công ty này cũng vẫn đốt tiền được đấy Nhưng mà phải qua rất là nhiều bàn bệ Thì lúc đó là bạn phải làm làm sao Để bạn biết được là cái cách của bạn hòa nhập như thế nào Thì cái đó là một cái mà Cái vênh nhau ở cái chỗ mà suy nghĩ à, Khi mà vận hành cái kinh doanh bạn sẽ thấy được rằng có những anh chị là rất là người Việt Nam rất thành công doanh nghiệp nước ngoài và vào công ty local và trụ lại được thì những người đó cực kỳ xuất chúng những tập đoàn lớn của Việt Nam bây giờ tỷ đô mà còn những bạn Việt Nam nào mà còn trụ lại được thì những bạn đó cực kỳ giỏi đó thì đấy là những cái mà giống như câu hỏi của của Khánh vừa mới hỏi là cái vinh nhau là cái vinh nhau về cái cách nhìn và cái cách vận hành trong cái tổ chức thường á, mấy anh mà làm cho MNC á, vào là lúc nào cũng nghĩ rằng là tôi làm được. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đã từng làm những doanh nghiệp to như thế thì tôi vào một doanh nghiệp nhỏ hơn tôi có thể làm master được. Không bao giờ. Chuyên môn của bạn là như vậy. Nhưng cái cuối cùng á nó vẫn là cái gì? Nó vẫn là doanh số. Còn những trường hợp mà cái công ty local chưa chưa có được nhiều cái nguồn lực để mà support cái người lãnh đạo đó ừ. như là mình đang làm ở EMC ừ. mình đang làm ở tập đoàn nước ngoài bởi vì tập đoàn ví dụ như tập đoàn lớn thế giới ừ. những cái nguồn lực trong công ty nó là tầm level toàn cầu nó có ừ. những cái nguồn lực support được. còn khi sang một cái công ty trong nước thì tất nhiên ở phía dưới những cái nguồn lực nó không bằng ừ. thì cái người lãnh đạo đó cái người C level đó khi họ qua đây thì họ sẽ thiếu thốn nguồn lực hơn đúng thì đó có liệu có phải là một trong những lý do khiến họ không có làm tốt được cái việc này hay không đó là một trong những lý do làm họ không làm tốt. Nhưng cái cái đáng trách ở đây là trách họ. Trách <laughs> cái người candidate đó vì không biết lượng sức mình. Tại vì khi mà anh vào, khi mà anh thấy một cái nguồn lực như vậy á thì thường á mấy anh mà làm cho MNC á vào là lúc nào cũng nghĩ rằng là tôi làm được. Can do, can do à, uh, attitude đúng không? À, can do, attitude. Can do. À, nhưng mà bạn nên nhớ rằng á là một mình bạn không thể quyết định được cả một con tàu này. Bạn có là một cái người thuyền trưởng giỏi đi nữa nhưng mà cái thủy thủ của bạn, họ không đủ cái năng lực để chèo cái con thuyền này thì bạn không thể nào dẫn dắt cái con thuyền này đi. Vì vậy mà cái người đáng trách ở đây là cái người mà candidate. Bạn phải lượng sức mình, vậy thì khi bạn vào bạn nhận cái chóp đó bạn phải biết được rằng là nếu với một cái nguồn lực như thế này thì tôi sẽ phải nhận cái gì trước, tôi phải làm từng bước gì trước. À, chứ không phải vô là cái gì à, cái này là dễ lắm rồi vô cái này bên kia tôi quản lý tỷ đô bên đây cũng tỷ đô rồi bên kia tỷ đô trong bên đây có một, tra, có một triệu đô thôi mà làm không được tôi có một cái case này một cái chị này chỉ quản lý bốn ngàn nhân viên ở một tập đoàn nước ngoài rất là lớn chỉ chuyển qua và làm cực kỳ giỏi à, và khi mà chị chuyển qua chị quản lý có một trăm hai mươi nhân viên thôi Bạc hết cả đầu <laughs> tại sao <laughs> bởi vì bởi vì hai cái mô hình nó khác nhau hoàn toàn một cái là cả tỷ tỷ đô và một cái chỉ có được hai trăm triệu thôi hai trăm triệu đô thôi và vô là coi như là chỉ phải làm hết bên kia là chỉ không cần làm gì hết bên dưới có rất là nhiều thứ có những người để làm bên đây ấy, từ trên đến dưới chỉ phải làm hết có rất là nhiều cái thứ nhỏ nhặt mà chỉ phải dạy và phải nhảy vào để hướng dẫn cho cái người nhân thì viên đó là tình trạng của local là Đúng như rồi. vậy những cái doanh nghiệp mà không đủ năng lực á, thì cái quan trọng là cái người candidate đó thứ nhất bạn có lượng sức mình hay không và nếu bạn đã lượng sức mình rồi thì mình phải có cái thỏa thuận với lại cái người chủ ban đầu là ok bước một tôi làm cái gì bước hai làm cái gì và nó có một cái nghệ thuật á, để làm chúng tôi gọi là quick win À, có nghĩa là những vào làm thì mình sẽ làm những cái dự án nhỏ nhỏ để mà người ta thấy được rằng mình có thể contribute được Tức là mình đóng góp được cho tổ chức này và lúc đó để xây dựng cái lòng tin Thì đó là cái cách để mà hòa nhập vào trong một cái tổ chức Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đã từng làm những doanh nghiệp to như thế thì tôi vào một doanh nghiệp nhỏ hơn tôi có thể làm master được không bao giờ nghe tôi. có vẻ như là vô doanh nghiệp Việt Nam mà nó khó hơn á tức là thử thách hơn nhiều đúng không? thực ra thì tôi bên chúng tôi làm tư vấn cho rất là nhiều tập đoàn mà ở đây tôi không có tiện sharing á có những tập đoàn là bạn có biết là ở thị trường Việt Nam á người ta rumor rằng là cái tập đoàn đó là không thể nào làm nổi không thể nào sống nổi tập đoàn Việt Nam không trụ được không bao giờ trụ nổi mà chúng tôi vào làm tư vấn cũng được tám chín năm và chúng tôi rất là bình thường vì bởi vì là nó có những cái cách để làm sao mình hòa nhập vào yeah. Ừ. em có cảm giác như là khi làm trong những tập đoàn local thì mình sẽ luôn gặp trường hợp là thiếu thốn nguồn lực so với lại những gì mà mình đã tiếp xúc với môi trường nước ngoài, những cái kinh nghiệm của mình ở tập đoàn ừ. nước ngoài. Mình lại không đồng ý vậy. Mình không phải là thiếu thốn, thốn nguồn lực mà mình không biết cách tìm nguồn lực. Bây giờ không tập đoàn tỷ đô, giờ nó giàu lắm không thể nào thiếu không thốn thiếu được. Không? không thể nào thiếu thốn. Chỉ có là mình có biết, mình có biết là gõ cửa nào đúng cái nguồn lực đó để mà mình sử dụng hay không. Về bộ máy, về quy trình, về đội ngũ nhân lực thì sao? Tức là đâu đó vẫn vẫn nếu mà so với lại những cái kinh nghiệm ở các tập đoàn lớn thì nó có cái độ vinh nhất định không? Here and there thì có nhưng mà cho đến thời điểm này giống như hồi nãy mình nói đó, là công ty tỷ đô Việt Nam, công ty tỷ đô nước ngoài đó, nó cũng xem xem. Cũng rất là tương đồng nhau, nó không còn là level của ông chủ là ngang nhau nữa mà level những anh chị mà quản lý nhân viên ở tí dưới là coi như nó gần gần giống nhau. Yeah. À, đó đó là một một cái à, thì đấy đấy là cái mà sự sự vinh nhau thôi nghe có vẻ như làm ceo thời nay rất là khó <cười> Ôi, <cười> dạ. là làm không sướng đâu như <laughs> tôi tôi làm nông dân thôi à, nên thành ra sướng vậy thì một cái người một cái người ứng viên mà mà coi như là rất mong muốn phát triển sự nghiệp để mình để trở thành một ceo một ừ. người c level ở một cái một công ty có thể là công ty tỷ đô việt nam hoặc là công ty quốc tế chẳng hạn thì em cảm giác như họ đang phải chuẩn bị bản thân rất nhiều rất nhiều chứ bởi vì khi mà mình bước vào một cái một cái môi trường mới và phải phải học rất nhiều cái mới thì ở đây cái level về mặt chuyên môn rồi cái level về mặt quản lý về quản trị ừ. thì như bên anh anh thường xuyên phải cho thuê ừ. nghĩa là thường xuyên sẽ có trường hợp là người ngoại đạo bước vào một cái vực hoàn toàn mới thì ở đây em thắc mắc về cái chuyện cái cái sự learning ừ. cái sự học và một cái lời khuyên một cái lời chia sẻ của anh cho một cái bạn đang phát triển sự nghiệp và đang muốn đặt mục tiêu trở thành một cái c level okay. thì họ đang phải, phải equip trang bị cho mình ừ. những cái thứ gì tôi có một cái case này à, tôi vào tôi gặp mà chúng tôi đi tư vấn à, và gặp một cái công ty đó họ làm về họ làm về bên phía mạng của kỹ sư và tôi là dược sĩ tôi chả biết gì bên đó hết yeah. thì vào trong đó thì cái anh mà chủ doanh nghiệp của bên công ty đó anh nói một câu rất là sốc anh nói rằng là À, anh là dược sĩ thì anh biết gì để anh tư vấn cho chúng tôi Đúng rồi. anh biết gì để anh tư vấn cho chúng tôi thì thật ra là tôi trả lời bằng cách như thế này cho dù công ty của anh có bán bất kỳ một sản phẩm gì thì cái nền tảng của một doanh nghiệp nó phải có cỡ khoảng bốn năm mươi giống nhau anh không thể nào nói doanh nghiệp của anh không có kế toán anh không thể nào nói doanh nghiệp của anh không có đội sale anh không thể nào nói là doanh nghiệp của anh bán cái gì trên trời chứ không bán dưới đất anh không thể nói được anh phải có những cái được gọi là nền tảng mà cái nền tảng đó chúng tôi thường hay gọi là back to the basic à, trở về cái nền tảng vậy thì một cái người mà candidate muốn chuẩn bị cho mình cái con đường trở thành những cái người C-level thì cái đầu tiên bạn phải có cái nền tảng mà cái nền tảng đó phải hiểu đúng à, hiểu đúng ví dụ ví dụ như là um, khi mà bạn muốn trở thành một cái người GM bạn phải biết rằng tất cả về mọi thứ giống như kiểu là uh, kinh doanh marketing tài chính nhân sự tất cả mọi cái đó bạn không cần phải là chuyên gia nhưng mà bạn phải hiểu đúng về những nền tảng và những cái đó làm sao nó có thể hỗ trợ được cho bạn trong một cái doanh nghiệp thì khi mà bạn hiểu đúng như vậy về mặt logic thôi à nó là logic thôi bạn không thể nào nói là uh, doanh nghiệp tôi làm về kỹ sư nên ra nó chả giống gì tất cả những doanh nghiệp khác cái điều đó bạn không giống là không giống về đối tượng khách hàng nhưng hoàn toàn những cái nền tảng đằng sau nó phải giống nhau vậy thì từ những cái đó bắt đầu làm mình phải phát triển lên thì vì vậy mà bây giờ người ta mới có một cái 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 mô hình đó, nó gọi là mô hình chữ t à, tức là những bạn mà muốn làm mà c level đó, thì cái chữ t đó, cái cái thân là cái chiều sâu bạn phải có cái chuyên môn của cái cái chiều sâu đó à, cái specialist đó và cái, cái 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 ở phía trên của chữ T ấy, nó là cái chiều rộng vậy thì cái chiều rộng đó là bạn phải willing to learn bạn phải học và cái đó là self sao development không có ai cho dù bạn có đi học ở trường nào đi nữa trường học hay là trường đời miễn làm sao nó giúp cho chúng ta có được cái cái chữ T đó thì nó sẽ giúp cho bạn nhìn cái vấn đề nó nó được tròn trị hơn. À, trước đây nhá trước đây những anh đứng đầu à, những anh CEO hoặc những anh GM á là cứ ông nào mà background á, mà bên cái, cái kinh nghiệm á là sale là vô vận hành công ty đó y chang là sale à, ông nào <laughs> là từ background cái tài chính của họ à, ông nào tài chính á, là vô vận hành công ty đó, y chang như tài chính nhưng bây giờ thì không vậy được bây giờ á, là bạn chuyên môn của bạn là như vậy nhưng cái cuối cùng á nó vẫn là cái gì nó vẫn là doanh số cái cuối cùng nó vẫn là thương hiệu nó vẫn là những cái thứ mà giúp cho bạn, bây giờ người ta hay lạm dụng cái câu mà uh, sustainable, uh, uh, tức là phát triển bền vững. Uh, như thế nào được gọi là bền vững? Uh, như theo tôi nhé, bền vững là gì? Khi thị trường có turbulent kiểu gì thì bạn vẫn đứng được. Khi thị trường này nó shaking đến cái mức nào thì doanh nghiệp của bạn vẫn có thể sit down được. À, vậy thì đó là cái cách mà mình mình sẽ um, Chuẩn bị cho một cái người Mà à, muốn làm C-Level Và cái tôi của cái người làm C-Level Phải bớt đi à, Tại vì cái à, Hạ cái tôi xuống Tại vì cái tôi của bạn á, là nó lớn quá Nó sẽ làm cho bạn bị thất bại Trong cái việc mà bạn dẫn dắt Cái đội ngũ trẻ bây giờ Các bạn trẻ bây giờ giỏi lắm à, Các bạn ấy à, Nếu mà nói giàu thì không giàu Nhưng nói nghèo thì cũng không nghèo à, Nhưng mà người ta có phục cái người sếp đó hay không ở góc độ rằng là anh logic đến đâu anh dẫn dắt chúng tôi như thế nào tôi học được điều gì từ anh thì cái đó là cái mà rất là quan trọng ừ. ừ. nhưng mà hiện nay người ta nói rất nhiều về thị trường việt nam là cái pool of talent nó, nó nó tương đối nhỏ so với lại thị trường quốc tế tức là cái những cái người talent cứ chạy vòng 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 tức là mình không có quá nhiều người talent thật sự ở, ở level đúng rồi. thì cái cái việc mà, mà mà đào tạo thế hệ mới ừ. rất là cần thay vì cứ phải đi tuyển từ đúng. các công ty đúng. thì mình sẽ đương đầu với cái bài toán nó như thế nào bởi vì đôi khi doanh nghiệp không có chờ được để những cái người đó grow lên yeah. do cái nhu cầu phát triển kinh doanh do nhu cầu về về thị trường như thế nào đó thì ừ cho và xây dựng thích một thời gian rất dài để build con người lên hay là phải đi buy để mà đáp ứng liền cái nhu cầu của dân hiện tại. Tùy vào trong cái tình huống lúc đó. Ví dụ như tình huống lúc đó là rất là cấp bách và bạn phải cần một cái người để mà vào SQL à, thì mình phải mình phải đi buy ở bên ngoài và à, còn nếu như mà bạn bạn giờ dùng cái người phía dưới thì bạn phải chia nhỏ ra để trị. Hoặc là nếu mà bạn đi buy cũng không có nữa thì lúc đó bạn phải làm theo dạng ao sọc ao à, sọt giống như bên chúng tôi là làm ao à, sọt là, à, thì rồi. bên chúng tôi chỉ làm theo dự án thôi à, tức là chúng tôi làm cho xong à, làm cho hoàn tất và đạt được cái mong muốn thì chúng tôi chuyển giao à, thì vừa làm vừa bởi vậy chúng tôi gọi là build à, rồi uh, uh, operation rồi transfer. tôi nói thế để thấy là rõ ràng cái cơ hội cho ứng viên của người Việt khi mà lãnh đạo các tập đoàn là là có nhiều cơ hội. Nhiều chứ? chỉ là chưa có những người nhiều người để ready cho chuyện đó thôi đúng không? tức là cái cơ hội cho các bạn để phát triển lên là có nhiều lắm, rất là nhiều cơ hội luôn và cái quan trọng các bạn có biết bắt cái cơ hội đó hay không? Yeah. Chứ còn uh, cơ hội là rất là nhiều và những bạn trẻ sau này giỏi lắm, rất là Về giỏi. về kinh nghiệm của cá nhân anh khi mà anh làm việc và em coi giống như một cái người global citizen, đó. tức là anh làm việc rất nhiều ở các thị trường quốc tế và ở Việt Nam, cái kinh nghiệm của anh, cái quá trình làm việc của anh rất nhiều năm rồi thì thực ra là nếu mà nhìn lại một cái chơi này của anh để ừ. mà thăng tiến lên cái vị trí của ngày hôm nay có những gì mình đang có nếu mà nhìn lại cái chơi này đó thì anh nghĩ cái điều gì khiến anh thăng tiến như vậy mình xuất phát điểm của mình là mình là một dược sĩ à mình học là dược sĩ rồi xong sau đó mình học lên cao nữa về quản trị rủi ro mình có bằng tiến sĩ của bên về phát triển kinh doanh của bên Anh Quốc à, rồi vừa mới tốt nghiệp bác sĩ nữa <laughs> mình tốt nghiệp bác sĩ về dinh dưỡng à, nhưng cái cái điều mà làm cho mình À, làm việc không mệt mỏi và mình cảm thấy enjoy với lại cái 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 công việc mà một ngày phải làm 20 tiếng mười mấy tiếng trung bình như thế đó là một cái sự tò mò à, mình có tính tò mò khủng khiếp lắm Tức là cái gì mà mình muốn hiểu là mình sẽ tìm hiểu và mình tò mò mình mình hiểu rất là sâu nó tức là cái gì không biết là không biết còn cái gì mà biết là biết rất là sâu à, đó là là như vậy thì nhờ cái tính tò mò đó mà làm cho mình lúc nào cũng học hỏi À, và vì mình lúc nào mình cũng học hỏi như vậy á, thì nó dẫn đến rằng á, là, là lúc nào mình cũng thấy có cái mới cả tại vì mình cứ học cái này mình thấy ồ sao thiếu thế thì bây giờ mình chuyển qua mình tìm hiểu thêm biết <laughs> công nhận công nhận không biết học nhiều của làm ta trẻ ra hay không mà sao thấy anh trẻ anh <laughs> tuổi nhiều càng ngày càng trẻ yeah. tức là họ là tò mò và học dạ yeah, tò mò để luôn và... để luôn để luôn học mặc dù mình đang ở các vị trí nào thì vẫn luôn tìm cách để học cái mới và đúng rồi đúng, đúng rồi ví dụ như là cho dù bạn đã đã lên đến một cái cái ngưỡng trong một cái vị trí nào đó thì uh, hãy uh, hãy tìm những cái gì đó mà mình có thể học để mà nó nó làm cho cái 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 giống như cái chữ t của mình á cái Đấy. cái uh, cái chữ vẫn t có của có phần mình chuyên môn à. sâu uh, cái chuyên môn sâu là là chắc chắn rồi nhưng mà cái phần cái cái, cái, cái thanh phía trên này là nó dễ giúp cho mình nó rộng hơn và có thể vì vậy mà à, Khi mà mình học bên, bên mạng bác sĩ của mình á, Nó giúp cho mình nhiều thứ lắm à, Tại vì cái người bác sĩ á, Nếu mà nói giỏi á, Là không có giỏi đâu nha Cái người bác sĩ mà nói là Anh có biết cái viên thuốc này Làm như thế nào không? Ông không biết Nhưng mà làm sao để dùng cái thuốc này Cộng với thuốc nào Rồi cờ dùng cái thực phẩm nào Cộng thực phẩm nào Để mà giúp được cho người bệnh nhân Thì ông lại làm rất là tốt Vậy thì cái khả năng tổng hợp Và phân tích của cái người bác sĩ rất là giỏi thì mình nghĩ rằng là trong điều hành cũng vậy thôi. Bạn có thể chuyên môn của bạn không phải là xuất chúng, không phải là giỏi, nhưng khả năng tổng hợp và phân tích của bạn nó phải là đó là những cái mà bạn phải phải phải, phải tập trung vào. dạ. Yeah. Với cái sự tò mò đó anh luôn học, luôn trau dồi bản thân. Em muốn hỏi một cái ý nữa cũng cũng khá là quan trọng, đặc biệt là cho những cái bạn còn trẻ và đang phát triển sự nghiệp đó, đó là tìm ra được cái thứ mình thật sự mong muốn theo đuổi. Ừ. tìm ra được cho mình muốn làm cái gì ừ. mình không biết cái trải nghiệm đó của anh như thế nào trước đây á, mình cũng nghĩ giống như cái mà của 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 bạn vừa mới nói á, rằng là ok mình phải xác định là mình muốn gì Nhưng mà đến khi mà bắt đầu bây giờ mình U40, U50, U60 rồi á Thì mình mới thấy là Ồ, tại sao mình phải nghĩ mình muốn gì Mà mỗi giai đoạn mình muốn một kiểu Nói chung là mình thích rất là nhiều thứ Nên thành ra là cứ mỗi một giai đoạn Mình có những cái định hướng khác nhau Và nó không làm gì hại người khác nó không làm gì hại cho cái xã hội cái society hết thì hoàn toàn là mình có những cái 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 học hỏi mới để mà giúp cho mình phát triển lên thì hoàn toàn là là được nên thành ra là mình lại recommend cho những bạn trẻ là hãy làm những cái gì mà mình cảm thấy là mình happy thích thú vào lúc đó mình thích thú vào lúc đó có thể là sau 5 năm sau 10 năm bạn không thích nữa không sao cả nhưng nó là một cái trải nghiệm giúp cho chúng ta tích lũy trong cái kinh nghiệm À, của mình à, bởi vì có rất là nhiều anh chị hỏi mình à, giống như Khánh hỏi á, là để cho làm lại trong cái quá khứ á, thì anh Robert sẽ làm lại điều gì? <laughs> Đã làm mình lại. nói mình nói chả cần làm lại gì hết. Tại vì nếu như mà mình à, mình không có cái mistake lúc đó mình không có cái lỗi lầm lúc đó thì mình không có ngày hôm nay. Vì mình học trên cái failure mà mình học trên cái thất bại đó mà. Nên thành ra nếu mà cho tôi sửa lại cái đó thì tôi làm gì có bây giờ. Nên thành ra là không cần thiết bạn phải sửa lại điều gì cả mà bạn hãy nhìn lại những cái gì mình đã làm và mình học từ cái đó thôi anh vừa nhắc tới một cái fail là những cái fail trong quá khứ thì những cái fail là mình học được nhiều nhất là gì trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình là cái mà tôi quyết định nó rất là nhanh chóng nó là thế mạnh của tôi tôi có một cái thế mạnh đó là tôi vừa suy nghĩ tôi vừa phân tích và tôi có thể quyết định lên nó cùng một lúc nó nó nhanh đến cái mức như vậy nhưng đó cũng là một cái điểm yếu làm cho mình uh, không phân tích nó chi tiết về mặt rủi ro. Vì vậy mà tôi mới học uh, thạc sĩ về quản trị rủi ro. <laughs> Hợp lý nha là mình thấy mình yếu quá, mình thấy là tôi quyết định rồi, nhanh à, không? à mình quyết định tôi quyết định rất là nhanh. Tôi quyết, quyết định đoán, à tôi làm cái mà người, theo chiều hướng extreme luôn ha. À, rất là extreme luôn. Có có những cái case tôi áp đảo luôn. Cả những cái người mà trong hội đồng quản trị luôn à, Bởi vì tôi cái gut feeling cho mình biết được một điều rằng là Cái đó làm được Nhưng có thành công hay không thì chưa biết à, Nhưng cái đó là cái cơ hội mà mình có thể bắt được à, Là tôi quyết liền Nhưng đó cũng là một cái điểm yếu và làm cho tôi bị fail rất là nhiều Là do quyết liền rồi xong rồi gặp rủi ro đúng không? À, đúng, lại gặp rủi ro Vì vậy mà tôi phải đi học quản trị rủi ro <laughs> anh nói anh học liên tục đúng là gần đây anh vừa tốt nghiệp bác sĩ nữa uh -huh. em cũng để anh luôn đầu tiên là hồi xưa là dược sĩ hả rồi quản trị rủi ro rồi tiến sĩ kinh doanh rồi bây giờ là bác sĩ medical doctor yeah. mà lại là cái chuyên ngành em thấy thú vị là dinh dưỡng uh -huh. nutrition và wellness yeah. ờ, em không nghĩ là em em hiểu là anh tò mò và anh luôn muốn học uh -huh. nhưng mà em tin rằng những cái quyết định lúc này mà học lúc này nữa cũng đâu đó nó cũng sẽ có bổ ích cho cái công việc tư vấn Ừ. em cảm giác là có thể là doanh nhân hoặc là những người lãnh đạo doanh nghiệp hoặc là những cơ bản là những người đang lãnh, lèo lái các con thuyền doanh nghiệp bản thân họ ừ. vấn đề sức khỏe và vấn đề tinh thần hiện nay cũng đang được ngày càng được nhắc đến nhiều đúng không ạ đúng. ngoài cái chuyện là kỹ năng cứng ra đúng. thì liệu cái chuyện học này là do anh thấy là đây là cái vấn đề nhức nhối mà các anh doanh nghiệp đang thiếu hay gì không phải yeah. nó chả liên quan gì yeah, okay. <cười> <cười> em tò mò thôi <laughs> thật ra là vì sao lại thích tham gia học của bác sĩ lúc này đây chín năm thì uh, giống như khánh uh, cái lần phỏng vấn cuối cùng mà uh, cách đây 10 năm mười mấy năm ấy, là khánh thấy uh, là tôi không có gần như tôi không liên lạc gì luôn uh, thì lúc đó là tôi bị đột quỵ À tôi bị đột quỵ thì lúc đó là tôi bị liệt nửa người và tôi bị mất trí nhớ 4 tháng. Sorry em không biết. Sorry à, Robert. Tôi yeah. bị liệt nửa người 6 tháng và mất trí nhớ 4 tháng. Thì cái lúc mà cái chuyện mà tôi bị đột quỵ nó rất là buồn cười Ở một chỗ là tôi chỉ mổ một cái cục bướu ở trong ruột thôi. Một yeah. cái rất là bình thường một cục bướu lành. Yeah. Nhưng mà lúc đó thì tôi bị dị ứng cái thuốc mà thuốc mê thì uh, bác sĩ gia đình người ta cũng không biết cái chuyện đó. Thì khi mà bị dị ứng một cái là tôi bị đột quỵ liền ngay trên bàn mổ thì trong cuộc đời của mình là chưa bao giờ tôi minh mẫn lúc mà tôi bị ruột quỷ chưa bao giờ minh mẫn như trong cái lúc đó nha à cái... lúc đó là lúc minh mẫn nhất lúc đó là lúc minh mẫn nhất trong cuộc đời của mình oh God, à, tại, tại sao? vì sao lúc đó tôi nghĩ lên tôi tôi chữ thề tôi chỉ <laughs> thề trong đầu <laughs> tôi chỉ thề trong đầu là tôi nói rằng là không lẽ mình chết vì cái này ừ à, không lẽ mình chết vì vì một cái rất là vô lý như thế này và lúc đó tôi nghĩ lên một cái job description một cái một cái mô tả công việc cho một cái người bị đột quỵ <laughs> đó là một cái mà tôi nghĩ ra thì sau đó thì um, tôi phải mất rất là nhiều tháng nhiều năm để tôi recover lại cái mất trí nhớ rồi về cái sức khỏe thì lúc đó bắt đầu là tôi ý thức được rằng là cái điều này nó là một cái dấu hiệu cho mình thấy được rằng là sức khỏe của mình không được ổn à, những người bác sĩ khác người ta có thể học từ lúc trẻ và người ta với một cái lý tưởng rằng là tôi sẽ cứu đời còn mình á, học bác sĩ là gì để cứu mình để cứu chính bản thân của mình. Bởi vì sao? Khi tôi có những cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe đối với lại bác sĩ gia đình của mình, đối với lại những người bạn làm bác sĩ, thì họ chỉ trả lời cho tôi ở góc độ là treatment thôi, về góc độ là chữa trị. Nhưng mà tôi không muốn vậy. Tôi thì tôi lại muốn rằng là làm sao prevent, làm sao phòng ngừa. nó. À, và nó dẫn đến vấn đề rằng là tôi học về dinh dưỡng, nhưng mà dinh dưỡng nó chia làm hai, hai chuyên ngành. Một ngành là phòng ngừa, và một ngành là điều trị ví dụ như bây giờ khánh hỏi tôi rằng là bị tiểu đường thì ăn phải ăn cái gì tôi không trả lời được nhưng mà bạn hỏi tôi rằng là ăn gì để không không bị tiểu đường thì tôi trả lời được à, tức là một cái là prevent ngừa. à một cái là phòng ngừa Think và một cái ngừa một cái là 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 điều trị vậy thì cái mà cái chuyên ngành mà tôi học á, thì về mặt bác sĩ thì giống nhau tức là cùng học chuyên ngành thì về nutrition và bên bên tiêu hóa thì tất cả bác sĩ đều, đều giống nhau hết, bằng cấp giống nhau hết nhưng mà khi mà làm về làm về luận án về chuyên ngành của mình thì tôi chuyên ngành của tôi về prevention bởi vì tôi thấy được rằng cái phòng ngừa nó quan trọng và trước đây tôi hiểu sai rất là nhiều về dinh dưỡng À, mặc dù tôi là dược sĩ, à, tôi hiểu sai về dinh dưỡng, tôi hiểu sai về cách làm việc, tôi hiểu sai rất rất nhiều thứ. Và như bạn cũng biết, tôi không biết là bạn ở Việt Nam các bạn có bị truyền thông dẫn dắt về những cái phương pháp ăn như keto, rồi ăn thô, rồi ăn gì không? Ngày xưa tôi áp dụng hết, à, tôi áp dụng hết, áp dụng 20 năm luôn mà tôi vẫn là không thay đổi gì cả. Nhưng mà bắt đầu từ lúc tôi nghiên cứu về cái prevention, về cái phòng ngừa. Thì uh, tôi áp dụng vào chính cơ thể của mình luôn Bởi vì mình học bác sĩ để cứu mình mà Tôi áp dụng vào chính cơ thể mình Và bắt đầu tôi uh, khôi phục lại cái sức khỏe của mình Và cho đến bây giờ thì tôi khôi phục lại Và tôi giảm được uh, 7kg mỡ uh, 7kg mỡ Và bây giờ là tôi rất là khỏe mạnh Tức là đo lường tất cả chỉ số Tất cả mọi thứ rất là khỏe mạnh uh, Và như vậy Và từ cái câu chuyện này Cái lúc tôi học á Thì nó lại có một cái rất là buồn cười Là tôi xác định là tôi học bác sĩ Là đến 2025 này tôi nghỉ hưu và tôi sẽ chuyển qua tôi làm bác sĩ luôn ờ, à rồi. là, là như vậy nhưng mà khi mà học ra trong quá trình học 7 năm á, thì tôi mới phát hiện ra rằng là rất là nhiều những anh chàng mà CEO những anh chàng mà doanh nghiệp á, chủ doanh nghiệp á, nó cũng hiểu sai y chang như mình luôn và trong những cái lúc mà tôi học ở trong trường tôi tôi hỏi những cái câu mà nó liên quan đến leader nó liên quan đến leadership nó liên quan đến tổ chức mà nó nó kết nối với lại những cái 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 wellness về cái cái cái, cái sức khỏe thì gần như tất cả professor không trả lời được. Họ chỉ trả lời một cách chung chung thôi. Và họ nói rằng là chúng tôi chỉ là những nhà khoa học. Chúng tôi không thể nào trả lời cho anh về những cái tổ chức mà nó impact như thế nào với sức khỏe và tất cả mọi cái liên quan như thế. Ừ. Thì dẫn đến cho tôi trong đầu tôi liền là nghĩ liền đây là một cái Blue Ocean Đấy, biết mà Kiểu gì mà Kiểu gì cũng phải làm kinh doanh đúng không nào? Rồi kiểu gì cũng làm kinh doanh rồi Nói mà nãy còn chối Không, mình phải sẵn rất nguyên một câu chuyện Để cho nó ra Nó là một cái Blue Ocean Và cho đến bây giờ tôi tốt nghiệp bác sĩ là hồi ngày 10 tháng 5 năm nay 2023 2023 À, và cái luận án của tôi rất là lớn và tôi chia luận án của tôi thành ba cái luận án nhỏ một luận án là ăn gì để hạn chế ung thư và ăn gì để không bị cao máu và ăn gì để không bị loãng xương bởi vì nó áp apply vô đúng cơ thể tôi vì tôi lớn tuổi rồi tôi sẽ nguy cơ tôi bị loãng xương nguy cơ của tôi bị cao máu và bị ung thư thế là tôi làm luôn cái luận án đó để mà tôi <laughs> tôi cứu mình mà thì khi mà tôi đi tư vấn về chiến lược thì tôi gặp những anh chị chủ doanh nghiệp, những người CEO, những người dẫn đầu có những doanh nghiệp chúng tôi tư vấn 20 năm, 30 năm và tôi nhìn thấy được cái sức khỏe của họ thật sự là coi như đi đi xuống xuống mà theo gì kiểu mà cắm đầu luôn đó đó làm là như vậy thì nó dẫn đến là bắt đầu tôi mới tư vấn cho họ nói về dinh dưỡng cho họ và họ nhìn thấy trên hình nhìn thấy người thật luôn à, của của tôi thì dựa trên đó là bắt đầu và tôi tư vấn và hiện tại bây giờ bệnh nhân của tôi là những người chủ doanh nghiệp những anh chị mà quản lý cấp cao rất là nhiều À, và tôi, <laughs> tôi thêm, tư... thêm một chức năng tư và vấn và cuối cùng bây giờ tôi không nghỉ hưu được bởi vì sao bây giờ tôi phải làm song song hai <laughs> chóp không chỉ tư vấn về chiến lược bây giờ tư vấn luôn về sức khỏe. Dạ, yeah. thì tư mình tư vấn về sức khỏe mà không chỉ cho chủ doanh nghiệp không hoặc là những người đứng đầu không mà mình tư vấn cho cả một cái tổ chức luôn, yeah. tại vì cái đó quan trọng lắm và hiểu sai nhiều lắm hiện tại bây giờ có rất là nhiều anh chị làm về sức khỏe là về wellness ở Việt Nam ừ. hoặc là trên toàn cầu luôn cũng vậy yeah. Nhưng mà thực sự ra là họ chỉ nhìn ở một cái góc nào đó của wellness thôi. Chứ còn trong wellness là nó rất là rounded. Nó rất là tròn trịa. Và nếu mà bạn nhìn, ấy, ví dụ văn hóa người châu Á mình hay nói là thân tâm trí. Nhưng mà thật ra tôi là dân học khoa học, tôi không hiểu nó là cái gì. Có giải thích kiểu gì, bây giờ giải thích về kiểu gì rồi đưa ra tâm linh rồi gì tôi cũng không hiểu luôn. Nhưng mà từ lúc tôi học bên bác sĩ thì cái thân tâm trí đó của tôi bắt đầu nó mới rõ. Và người ta giải thích bằng khoa học và nó làm cho mình hiểu được là wow thực ra nó là là một cái rất là hay ví dụ như ngày xưa nhé không biết khánh có bị hiểu sai giống tôi không ngày xưa tôi hiểu về wellness đó, chỉ được như thế này nè tôi hiểu về là nutrition mà còn hiểu sai ok rồi uh, fitness ha rồi tập luyện ha cũng tập sai rồi đến ngủ nghỉ cũng làm sai rồi sau đó là đến emotional OK cái đó thì OK rồi đúng đúng là được một chút đó hồi ngày xưa tôi chỉ hiểu đúng như vậy thôi nhưng khi mà học vào bác sĩ rồi á thì người ta mới dạy mình rất là hay trong cái wellness nó có 6 phần phần đầu tiên nó là physical wellness nó chính là những cái ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện nó chỉ là chiếm một phần sáu này cái kế tiếp nó là intellectual wellness nó có nghĩa là về những cái là giống như người châu châu á mình là trí 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 ở đây nó có nghĩa là bạn có thể học ở trường hay trường đời hay là trong cuộc đời của mình, trí trong tội, cái trải nghiệm. Những gì mà mình tiêu thụ được kiến thức. À, đó là những cái mà mình đưa vào và mình apply. Tổ chức cũng vậy. Một tổ chức là bạn làm một cái tổ chức, thì bạn phải cung cấp cho nhân viên của mình về những tri thức, về những đào tạo. Bởi vì ví dụ như bây giờ nhé, Khánh với tôi cùng apply vào một cái job. Công ty đó đào tạo cho Khánh rất là tốt, mà tôi không được đào tạo. Vậy thì khi có một vấn đề xảy ra, tôi sẽ xử lý không khéo bằng Khánh. Bởi vì Khánh được đào tạo thì đó là tri thức và cái đó là một cái mà tôi có thể đo được cái tổ chức đó về cái intellectual wellness nó có healthy hay không à nó có khỏe mạnh hay không bởi vì bạn sẽ nhìn thấy một điều rằng là đó chỉ là một cái rất là đơn giản tôi chỉ dạy rồi problem solving cho cái người nhân sự của tôi thôi nhưng mà người ta có thể giải quyết được vấn đề nó khéo hơn rồi cái thứ ba trong wellness nó là emotional wellness à cảm xúc thì ở đây có rất là nhiều ở Việt Nam bây giờ người ta lạm dụng là thiền người ta lạm dụng yoga mà tôi ghẹo các anh chị đây giống như mấy ông nhậu á rất là vui quá cũng thiền mà buồn quá cũng thiền mà vui quá cũng yoga mà buồn quá cũng yoga đi y chang giống như mấy ông nhậu thôi mình khác gì là tôi ghẹo một cái cô bạn của tôi là bạn ấy bị bị nghiện <laughs> bị nghiện về 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 thiền rồi thì trong cái emotional nó rộng lắm nó có rất rất là nhiều thứ để ở trong đó thì là như vậy cái thứ tư nó là occupational wellness có nghĩa là bạn làm trong một cái nghề nghiệp cái job đó của bạn nó có healthy hay không nó có uh, chính trị quá không nó có làm ảnh hưởng đến tâm tâm lý của bạn stress hay không? này kia stress đúng không, hay không? occupational wellness rồi, uh, rồi <cười> làm <cười> nó, cái nghề gì uh, rồi, nó có làm cho bạn bị giống như kiểu là bị tai nạn không thì đó là một đúng cái rồi. rất là quan trọng rồi cái thứ năm là spiritual có nghĩa là về cái uh, tâm linh nhưng mà uh, ngày xưa tôi hiểu tâm linh uh, sai hết uh, bây giờ tôi uh, khi mà tôi học trong cái phần mà uh, tâm đó thì người ta dạy cho mình uh, là cái tâm đó nó là reflect lại những cái gì mình đã làm mình correct lại những cái gì mà trong 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 tương lai mình muốn làm và mình hãy xem lại rằng là thực ra là tại sao mình lại đi tại sao là mình lại tồn tại tôi làm ceo trong một tổ chức này tại sao vị trí đó lại cần tôi bất kỳ cái gì mình làm mình phải bỏ hết tâm huyết của mình vào thì bởi vậy bây giờ các bạn mới thấy người ta hay dùng cái từ chuyên môn là mindfulness thật ra làm cái gì tập trung vào Mindfulness một cách rất là, là 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 giống như tôi học bên bác sĩ ấy, là người ta nói làm cái gì tập trung vào làm cái gì bỏ hết tâm huyết của mình vào thì đó là cái cái spiritual và cái cuối cùng nó là social wellness có nghĩa là tôi thành công đấy bạn thành công đấy nhưng bạn có những cái cái social network bạn có những cái tương nhóm, tác, bạn, nhóm bạn à, để tác mà bạn tương tác xã hội với nhau hay không thì nếu như mà một cái sáu, người, cái. sáu cái mà mình đánh giá như <laughs> oh vậy nó phải tròn trịa như vậy thì thật ra là con người của mình đã làm hết tất cả những cái đó rồi. Yeah. Nhưng mà có làm đúng hay không thì làm do mỗi người. Và chưa để mà được để học cái chương trình đó bạn biết đó là mỗi một cái wellness đó là tôi phải có 1000 giờ practice nha. 1000 giờ practice mới được qualify. Vậy thì làm hết 6 cái đó là hết 6000 giờ. 6000 giờ là mấy năm của người ta rồi. Đó thì lúc đó tôi mới được qualify và trở thành là Global Wellness Counselor. À, đó thì cái đó là là một cái rất là rất là hay hay quá coi như bây giờ là anh tư vấn được cả hai mảng luôn vừa <laughs> như là chiến lược kinh doanh là bây giờ là cả vấn đề bên trong yeah. vấn đề go back từ bên trong và sức khỏe của lãnh đạo nữa. đúng rồi cái đó quan trọng dạ yeah. cảm ơn anh Robert hi vọng là có dịp trò chuyện thêm với anh về cái chủ đề này em cũng rất là quan tâm dinh okay. dưỡng và wellness dành cho lãnh đạo yeah. à, tại sao có thể là mình trò chuyện sâu hơn cảm ừ. ơn rất nhiều okay. à, hy vọng là 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 trong thời gian sắp tới thì có thêm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có dịp làm việc với anh okay. để coi như là bổ cả về bên ngoài lẫn bên trong <cười> <cười> dinh dưỡng wellness vì vì cuối cùng không có sức khỏe thì làm sao mà lãnh lãnh đạo đúng không cái physical wellness nó quan trọng lắm ạ. À. cùng không có sức khỏe làm sao mà dẫn dắt tiếp con thuyền này bởi vì là đây có quá trình dài hạn mà cái con tàu mình mình đi cái cơ nghiệp kinh doanh mình sẽ kéo dài. Nếu người chủ lên doanh nghiệp mà không ổn thì chắc là doanh nghiệp mình cũng không ổn. Đúng. Và ngay cả một cái người chủ doanh nghiệp có ổn đi nữa, nhưng mà nếu bạn khỏe mạnh á, bao giờ cái quyết định của bạn nó cũng sắc hơn. Chắc chắn. Cái một cái người mà mệt mỏi. Yeah. Ừ. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều. OK. Yeah. Cảm ơn Cảm ơn em. Anh. Ừ. À, vừa rồi là những chia sẻ của anh Robert Trần, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn RBNC, tập đoàn tư vấn chiến lược cũng như là có những cái dịch vụ về cho thuê lãnh đạo cấp cao và tư vấn và huấn luyện lãnh đạo executive coaching hy vọng là mọi người đặc biệt là những lãnh đạo doanh nghiệp chúng ta có thêm một góc nhìn về cái uh, tình hình kinh tế hiện nay và những cái quyết định mang tính chiến lược uh, cũng như cái cách mà chúng ta phát triển đội nhóm năng lực đội ngũ các lãnh đạo như thế nào và nhấn mạnh thêm một chút về tầm quan trọng của dinh dưỡng <laughs> và những vấn đề về wellness và dinh dưỡng rất nhiều thứ cho một cái người thuyền trưởng của một con tàu doanh nghiệp trong kỷ nguyên hiện nay, một kỷ nguyên mà liên tục có nhiều thay đổi thì bản thân chúng ta phải thực sự làm sao để duy trì và bền vững trụ lại trong cái kỷ nguyên này và phải liên tục trang bị và trau dồi bản thân để có thể thích ứng được với cái sự thay đổi của thế giới kinh doanh. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuộc trò chuyện Mọi người có thể ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm subscribe vào kênh Youtube Success Hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Hoặc xem lại những cái trích đoạn, những cái highlight, những cái trích đoạn câu nói quan trọng Trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok, trên Instagram Chúng tôi có rất nhiều nền tảng để các bạn theo dõi Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau Cảm ơn Robert, thank you